Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ Thiên Phú Khóc Thét tập 21. Mạc Ly tiểu thư, trước mắt danh tiếng thịnh nhất mấy cái tông môn bên trong, ngoại trừ Ngũ Đạo khẩu tu tiên luyện khí tông chính là liên tiếp nó Viên Đại Viên Đạo tông. Ngoài ra hai năm này lực lượng mới xuất hiện Vô Hoa Khuyết cũng 10 phần không tệ. Cái này ba cái tông môn cũng có thể phạm vi suy tính. Mạc Ly tiểu thư Thiên Phú ta cảm thấy đi Vô Hoa Khuyết cùng Viên Đại Viên đều là một cái rất không tệ lựa chọn. Bên trong phế nhất kiếm tông tựa hồ cũng chiêu sinh. Kiếm tông đây không phải là lâu dài tại bên trong hạng chót tồn tại. Hàng năm chiêu sinh học sinh đều ít đến thương cảm, xác thực địa vị của hắn quá lúng túng. Là cái, nhưng là từ khi kiếm tông trưởng môn chẳng biết đi đâu về sau, thực lực cũng liền cùng một chút trung du không sai biệt lắm. Đó cũng là cái à. Kỳ thật nói đến mặc ly tiểu thư thân là kiếm tam thể, cùng kiếm tông tương tính rất không tệ, chỉ là đáng tiếc kiếm tông xác thực càng ngày càng tệ. Đây hết thảy còn phải nhìn tiểu thư lựa chọn. Mọi người đều là một mặt mong đợi nhìn xem mặc ly. Ngay lúc này, đột nhiên một người nhà họ mặc vội vã địa chạy tới, đưa cho Mạc Chiến một cái phong thư. Mạc Chiến hít con ngươi, bóc thư ra phong, nhìn xem thiếp vàng giấy cứng nội dung phía trên, sau đó chính là nói ra, kiếm tông, tôn kính đông phong cổ quốc mặc Gia, vì xúc tiến tông môn cùng thế gia hữu hảo quan hệ hợp tác, bảo hộ thế gia đối với chúng ta tông môn ủng hộ. Thành mời đông phong cổ quốc một trong tứ đại gia tộc, mặc Gia tại tiên lịch ngày 31 tháng 12 đến ta kiếm tông nhìn qua kiếm tông chiêu sinh đại hội lần này chiêu tân đại hội là ta kiếm tông 50 năm một lần cực kỳ trọng yếu đại hội. Xét thấy ngài từ xưa tới nay đối kiếm tông yên lặng ủng hộ cùng chú ý, chúng ta cao hứng phi thường hướng ngài phát ra thư mời, sự tham dự của ngài. Đối với chúng ta phi thường trọng yếu, chúng ta nhiệt thành chờ mong cùng ngài tại ngày 31 tháng 12 tại Mỹ lệ kiếm tông hẹn nhau. Lần này chủ trì kiếm tông chiêu tân đại hội người, vì ta kiếm tông ngũ trưởng lão, tô kiếm tiên. Phương thức liên lạc, kiếm tông cùng đông phong cổ quốc các đại truyền tống trận, người liên hệ, tô bắc. Mạc Chiến dừng một chút, đem kia thiếp vàng màu đỏ chót thư mời buông xuống, nhíu mày nói: "Kiếm Tông cho ta mặc ra phát thư mời." Mà lại Kiếm Tông chưa Sinh đại điển người chủ trì tuyển đã xác định là Kiếm Tông Ngũ trưởng lão, Tô bác đại tiên. Cả đám đều là dựng lên lỗ tai, có chút quái dị mà nhìn xem Mạc Chiến, sau đó hai mặt nhìn nhau. Đối với cái này Kiếm Tông Ngũ trưởng lão, tuy nói mọi người chưa có tiếp xúc qua, nhưng là đối với hắn một ít sự tích cũng là hơi có nghe thấy. Nghe nói đã từng cũng là thiên tài nhân vật nhưng là từ khi đột phá tới hóa thần trung kỳ về sau, dòng dã trăm năm tu vi cũng không từng tinh tiến dù là một điểm. Có thể nói là kiếm tông chín đại trưởng lão bên trong tu vi kém nhất một cái. Nhưng là cái này Tô Bác tuy nói phương diện tu luyện không phải rất đi, nhưng là phương diện khác có thể nói là danh mãn toàn bộ 21 châu. Đặc biệt là thi tài cùng bề ngoài. Chỉ luận dung mạo, tất cả mọi người ở đây tự nhận là đã đủ trời vì kinh người. Nhưng là tại vị kia ngũ trưởng lão trước mặt vẫn là như Minh Châu gặp phải mặt trăng, ảm đạm vô quang. Ta mặc tam chỉ luận tướng mạo chưa bao giờ phục qua ai, nhưng là cái này tô trưởng lão xác thực quá mức kinh diễm. Thiên hạ đẹp trai so chung một đấu, tô bác độc chiếm một đấu ba, thế nhân càng thiếu nó ba phần. Ta mặc tứ sinh ra đã biết, ngược dấu ngàn vạn mực nước, nhưng là so với ngũ trưởng lão tài hoa tới nói, thật là tự ti mặc cảm à. Đúng vậy à, một bài thủy điều ca đầu thể hiện tất cả thế gian nhiều ít phiền muộn. Những cái kia không cần mắt nhìn thẳng người toan nho nhóm không đều là không có biện luận qua hắn. Tuy nói tô trưởng lão bạch bích không tì vết, bạch khuê không điếm, bạch ngọc không tì vết, lông tóc không tiếc, kim tướng ngọc chiếu, thập toàn thập mỹ, lương kim mỹ ngọc, minh châu trì loại, thập toàn thập mỹ, nhưng là hắn tu vi thấp ả. À. Hóa thần trung kỳ tại những này cao đẳng trong tiên môn tới nói, xác thực xem như trung hạ du tiêu chuẩn. Kiếm tông làm sao lại để hắn chủ trì kiếm tông chiêu tân đại hội? Không rõ ràng, bất quá, ta mặc ra làm đông phong cổ quốc một trong tứ đại gia tộc lẽ ra đi tham gia kiếm này tông chiêu tân đại hội là như vậy cái kia biểu muội kiềm chế ngươi chảy nước miếng nhỏ giọt trên tay của ta ân ngươi có phải hay không ăn sầu riêng rồi mặc ly mặt không thay đổi nghe chung quanh người tiếng nghị luận ai cũng không có chú ý tới đương mặc chiến nói ra tô bắc hai chữ lúc nàng siết chặt tay nhỏ gần như nổi gân xanh con ngươi chỗ sâu một màn kia vẻ ảm đạm rốt cuộc vung đi không được nàng quay đầu sang nhìn xem cùng một chúng tộc nhân thảo luận mặc chiến, có chút dơ lên tinh xảo gương mặt. Bên hông nhẹ cài lấy chuôi kiếm này tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân chập trùng cảm xúc, thân kiếm kêu run. Tô Bắc, lại là hắn. Cái này mặt người dạ thú nam nhân. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn cái này nam nhân dài ngắn. Một thế này, mình nhất định phải dùng phương thức của mình giải quyết hắn. Thuận tiện cứu vớt kia đồng dạng bị hắn tàn nhẫn sát hại tiêu sư tỷ Phụ thân, ta quyết định tốt. Mạc Ly bình tĩnh một chút không thuộc về cái tuổi này chập trùng dãy núi. Trong đầu một chút cái gì ngồi cưỡi đứng đấy suy nghĩ lung tung trong chốc lát tan thành mây khói. Ồ, Ly Nhi nghĩ kỹ, ngũ đạo khẩu vẫn là viên đại viên, hoặc là vô hoa khuyết. Mạc Chiến có chút chờ mong tò mò nhìn nàng. Kiếm tông. Mạc Ly nhẹ nhàng địa cười, như hành như ngọc thon dài ngón tay nhẹ nhàng thấp ma toa lấy lưỡi kiếm. Kia sạch sẽ bóng loáng trói mắt thân kiếm, tỏa ra một đôi kiên nghị con người màu bạc. Kiếm tông, Mặc chiến người nhíu mày, bất quá cũng không nói gì thêm. Nhẹ nhàng địa phủ đỡ tròm dâu của mình, trầm tư một chút mở miệng nói. Ừm, tuy nói vi phụ không phải rất đề nghị ngươi lựa chọn kiếm tông, nhưng là đã ngươi làm quyết định này vi phụ cũng không nhiều can thiệp. Kiếm tông mặc dù nói là mặt lưu, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, y nguyên vẫn là có thiên hạ 10 vị trí đầu nội tình. Ta mặc ra tổ tiên người cùng kiếm tông nhị trưởng lão tịch thanh y có cũ, ngươi có thể bái sư với hắn. Đương nhiên hết thảy đều tùy ngươi, ân, ngươi vô luận bái sư tại ai, vi phụ cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, kiếm tông một đám trưởng lão tựa hồ ngoại trừ cái này tô bắc, cảnh giới đều tại phản hư đi. Vạn nhất bái sư cái trò này. Sau đó lại là tự giễu cười một tiếng. Nếu nhi của mình tính cách, hắn cái này làm cha có thể không rõ ràng sao. Tất nhiên, tuyệt đối, khẳng định, hoàn toàn, sẽ không bị tô bác loại này phong lưu lãng tử không làm việc đàng hoàng người làm cho mê hoặc. Kiếm Tông những trưởng lão này chỉ như vậy một cái không bình thường người những cái kia những trưởng lão khác vô luận là ai đều rất ưu tú cho dù không phải chính Tịch Thanh Y cũng có thể tiếp nhận Kiếm Tông bất kiếm phong Tô bác xoay người lại con ngươi nhạt nhạt nhìn xem Y Nguyên duy trì động tác kia đan vô khuyết nhìn qua màu đen nhạt tất chân bao lấy non mịn mu bàn chân phản xạ ra yếu ớt mà kỳ diệu quang trạch thẳng tắp bắp chân cùng khéo léo đẹp đẽ mắt cá chân đường cong thanh thoát nhẹ nhàng tuấn lãng nhìn qua cái kia không biết là bởi vì tiểu tây chứa qua tại chặt chẽ vẫn là tự thân tiền vốn quá thâm hậu bị chống đỡ túi dãy núi hai lòng điểm một cái đi lên trước tại tiêu nhược tình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt cho đan vô khuyết vỗ vỗ áo chìm nổi ừm cái gọi là kiếm tâm chính là muốn tìm kiếm người khác sơ hở về sau ngươi có thời gian mặc bộ quần áo này đến vi huynh bất kiếm phong đi vi huynh dạy ngươi làm sao tìm kiếm người khác sơ hở bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao Đồ đệ thiên phú khóc thét tập 22, bất kiếm phong bên trên, một nam hai nữ. Một mảnh vui vẻ hòa thuận. Trong núi bích cây che cụ bà tóc bạc xa, tuyết kính yếu ớt, đông nước trong vắt, chim hót thỏ đi bên tai không dứt mắt. Nếu là có người trải qua nơi đây, có thể lắng nghe đến một chút loáng thoáng thì thầm trò chuyện, tay lại nâng lên một chút. Như vậy chứ? Dạo này không tốt gai. Đan vô khuyết nâng cao lấy cánh tay, thân thể thẳng tắp địa đứng đấy, bàn tay nhỏ trắng noãn nắm thật chặt cây kia cây côn duy trì hướng về phía trước nâng tư thế nhưng là bởi vì động tác quá mức khó chịu tinh tế tỉ mỉ địa trên chán có thể trông thấy óng ánh mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi ướt trên người tiểu tây giả tô bác nhẹ nhàng địa cao mày dựa theo mình trong ấn tượng cái kia hô to lấy vậy cũng là bên trên là khiêu chiến sao nữ nhân tư thế trợ giúp đan vô khuyết uốn nắn lấy động tác sư muội ngươi phải biết động tác này nhất là thuận tiện ngươi trong chiến đấu tìm kiếm người khác sơ hở nhất định phải nhớ kỹ, luyện tập cái tư thế này lúc, nhất định không muốn vận hành linh khí, không phải một chút tác dụng cũng không có. Được rồi, hôm nay cũng không sớm, ta còn muốn giáo đổ mà tu luyện. Vậy hôm nay trước hết luyện tập đến nơi đây đi. Đan vô khuyết thấp liễm lấy lông mày, lông mi thật dài nhẹ nhàng nháy, nhìn qua cây gậy trong tay. Sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng địa lau lau rồi một chút mồ hôi trên trán, gật đầu nói, sư muội biết đến. Tại bất kiếm phong chậm trễ sư huynh lâu như vậy, thật sự là không có ý tứ, ta ngày mai lại đến cùng sư huynh học tập như thế nào tìm kiếm sơ hở. Nói xong, đan vô khuyết cầm lấy bội kiếm, chính là muốn quay người rời đi. Tô bác nhìn qua đan vô khuyết bởi vì thời gian huấn luyện quá dài, đã sớm bị mồ hôi thấm ướt một mảnh vệt nước tiểu tây phục. Cùng kia lóe ra ảm đạm quang trạch chỉ đen, hơi chăm chú suy tư một chút. Sau đó một thanh từ tiêu nhược tình trên thân quang lên kia nguyên bản hất lên hảo hảo trắng đen xen kẻ áo choàng. Tại tiêu nhược tình một mặt kinh ngạc bên trong, ôn nhu địa cười đem kia áo choàng khoác ở đan vô khuyết trên thân sư muội vừa luyện qua chú ý giữ ấm cài lấy lạnh tiêu nhược tình chỉ biết khóc đan vô khuyết vô ý thức nắm thật chặt áo choàng sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì con ngươi trợn tròn lên nhìn xem tô bắc mở miệng nói sư huynh ngươi không phải là thích ta à tô bắc sửng sốt một chút sau đó duỗi ra ngón tay đầu gảy một cái đan vô khuyết cái chán cười nói đầu óc ngươi bên trong mỗi ngày đều là chứa những gì Đan vô khuyết ngô. Một tiếng, thân thể ngửa về đằng sau tới. Nhu thuận tóc ngắn bên trên không tự chủ được nhếch lên một cây ngốc lông, ung dung địa chuyển hai vòng. Sau đó tinh xảo gương mặt lập tức chính là hướng phía tô bác đưa tới. Rất gần rất gần. Gần tô bác có thể cảm nhận được nàng có chút nóng rực hô hấp. Nàng cúi thấp xuống con ngươi, nhìn lấy mình có chút luống cuống tay nhỏ, thật dài địa lông mi theo tay nhỏ chậm rãi di động. Thế nhưng là, thế nhưng là bọn hắn đều nói nếu như một cái giống được đối ngươi đặc biệt tốt, đó chính là thích người Sư huynh lại dạy ta tu luyện, lại cho ta y phục mặc. Tô bác nhíu mày, có chút ngoài ý muốn một lần nữa xét lại một chút trước mặt đan vô khuyết. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mũi ngọc tinh xảo dưới, đỏ thắm miệng nhỏ khẽ nhếch. Đại não có một nháy mắt đứng máy, nhìn qua gần trong gang tấc địa trường nữ dài, sau đó chính là trái tim giống như trang một cái cực kỳ lớn mô tơ, cực nhanh nhảy lên. Quá phạm tội, thiên nhiên ngốc thuộc tính, không đúng khoảng cách hoàn toàn địa thiên như ngốc còn thiếu một chút, cũng không phải thuần túy thần kinh thô. Ân, ta Tô Bắc nguyện xưng là nửa bước thiên nhiên ngốc. Tô Bắc hít sâu một hơi, hai bàn tay to một thanh nhào nặn tại đan vô khuyết trên mặt. Sau đó đem cây kia cao ngạo bất khuất, dâng trào bất diệt ngốc lông vuốt thuận, nhìn qua kia bị mình nhào nặn tròn dẹp khuôn mặt nhỏ, mở miệng nói. Về sau ít nghe người khác nói mò, biết không? Ta thế nhưng là sư huynh của người. Còn có, ít bán manh, phạm tội làm sao bây giờ? Đây là bởi vì ngươi món kia tử sam bị nước làm ướt, ngươi mặc cái này thân ra ngoài bị người thấy được, cả đám đều quản ta phải làm sao? Phủ thêm cái này chẳng phải không rõ ràng rồi. Đan vô khuyết mặt bị tô bắc vò tròn bóp nghiến, mồm miệng không rõ địa nói ra. Biết, biết, sư huynh, chúng ta là tốt, anh em tốt, kia, sư huynh, ta đi. Tô bắc thỏa mãn nhẹ gật đầu, vỗ vỗ đan vô khuyết đầu, mở miệng nói, đi thôi sau đó nhìn qua nhanh chóng xuống núi đan vô khuyết trong miệng không tự chủ được ngâm nga ca khúc vì ngươi không dám lười biếng lại mệt mỏi cũng ngụy trang tô bắc xoay người nhìn xem lẳng lặng mà ngồi trên ghế mặt không thay đổi tiêu nhược tình ho nhẹ một tiếng chậm rãi mở miệng nói đồ nhi hoan vi sư hôm nay liền chính thức dạy ngươi tu luyện vừa rồi đưa cho ngươi kia phần luyện khí công pháp có cẩn thận nhìn qua sao tiêu nhược tình mắt hạnh khẽ nhúc nhích nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía trước trong đầu không ngừng mà tái diễn vừa rồi tô bác túm trên người mình quần áo một màn kia. Ngươi đi xót sư thúc độ thiện cảm, thoát ta quần áo. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn bắt trên người mình quần áo? Ngươi nếu là lấy thêm, ta liền không cho. Nghe được tô bác thanh âm, chính là vô ý thức mở miệng nói, không cho. Sau khi nói xong chính là lập tức phản ứng lại, tâm phanh phanh trực nhảy. Hỏng, nói sai. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía tô bác. Tô bác sừng sốt một chút, một mặt cổ quái nhìn xem tiêu nhược tình. Cái gì không cho? Chẳng lẽ là nàng đã nhìn ra quyền kia nhân vật chính nhất định phải tu luyện công pháp chỗ đặc thù rồi? Không cho mình quyền kia công pháp? Ừm, hẳn là dạng này. Không hổ là thiên mệnh chi tử à? Bất quá hộ ăn thói quen này cũng không tốt, đến đổi. Khục, đồ nhi, ngươi trải qua tu tiên học viện sao? Tiêu nhược tình gặp tô bác tựa hồ không có để ý miệng của mình lầm, thở dài một hơi sau đó chính là cẩn thận suy tư một chút, kiếp trước mình đến tụt cùng có hay không trải qua tu tiên học viện. Hẳn là trải qua đi, nhưng là mình cũng không xác định. Đều đã đi qua nhiều năm như vậy. Này lại không phải là Tô Bác đang thử thăm dò mình. Tại bên cạnh hắn, mình mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng. Nhìn thấy tiêu nhược tình không có trả lời, Tô Bác đi tới ghế đu bên cạnh, thành thơi nằm xuống đất, chậm rãi mở miệng nói. Cái gọi là tu tiên, giảng cứu chính là một mạch cảm giác. Tu tiên trước tu khí cảm giác, mà có khí cảm về sau, Phương có thể thổ nạp giữa thiên địa linh khí, chính thức trở thành một tu tiên giả. Luyện khí, trúc cơ, tiên thiên, kim đan, hợp linh, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp đạo, đại thừa, độ kiếp. Đây cũng là 21 châu tiêu chuẩn cảnh giới. Đây đều là thường thức, bình thường tu tiên học viện đều sẽ giảng những này. Tiêu Nhược Tình nhẹ gật đầu, đem nhân vật chính nhất định phải tu luyện công pháp đặt tại trước mặt, sau đó thu tay chồng tại trên gối phối hợp với Tô Bác mở miệng nói, "Tạ ơn sư tôn." Tô Bác ừ một tiếng, dương mắt nhìn thoáng qua Tiêu Nhược Tình, gặp nàng thần sắc 10 phần chú, tiếp tục nói ra, "Ngươi bây giờ cần phải làm là tận khả năng đi cảm thụ khí cảm. Đợi chút nữa vi sư đem linh khí tại bên trong thân thể của ngươi chạy một vòng, ngươi phải nhớ kỹ vi sư hành tẩu lộ tuyến. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 23, giờ ngọ ánh nắng chính nồng." Tô Bác từ trên ghế xích đu đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nhẹ nhàng đi tới tiêu nhược tình nhìn qua nàng thanh lãnh con ngươi mở miệng nói nương tựa theo cảm giác mình hút vào một đoàn linh khí thành công đi khắp thân thể mỗi một cái kinh lạc liền có thể tu tập công pháp ừm ngươi chuẩn bị xong chưa tiêu nhược tình nhẹ gật đầu tuy nói đối với cô động khí cảm có ở kiếp trước kinh nghiệm như là có thể bị tô bác khí tự mình đi một lần đối với mình cũng chỉ có chỗ tốt tiêu nhược tình ngồi xếp bằng tĩnh tọa tại trên đất trống tóc đen tung bay theo gió tùy ý địa xuất ra một cây dây băng trói buộc bên trên chưa thi phấn trang điểm tinh xảo trên mặt lộ ra dị thường sạch sẽ lại cái này mùa đông nắng ấm chiếu rọi đã đơn giản tiên ý tô bác đến gần tiêu nhược tình sau lưng nàng ngồi xếp bằng xuống sau đó liền đem lòng bàn tay ở nàng có chút mềm mại phía sau lưng có thể cảm thụ được tiêu nhược tình nhịp tim có chút nhanh nhưng là mặt ngoài vẫn là thờ ơ dáng vẻ tô bác trong lòng cười thầm còn tưởng rằng mình đồ nhi thật sự là loại kia không dính khói lửa trần gian cao lạnh nữ đâu nhìn thấy đẹp trai như vậy sư tôn, trong lòng quả nhiên cũng sớm đã không bình tĩnh. Một cái tay nhẹ nhàng chống đỡ tiêu nhược tình hậu tâm, một cái tay khác hướng phía trên trời tiện tay một chiều. Trong nháy mắt vô số thiên địa linh khí chính là điên cuồng hướng lấy bất kiếm phong thảo đường phương hướng vào tới. Sau đó lại tô bác không chế dưới, một mạch du lịch bách hải. Tiêu nhược tình rên khẽ một tiếng, một loại tê tê dại dại cảm giác không ngừng mà chuyển đến. Có thể cảm thụ được thể nội có một đoàn khí đang không ngừng trên dưới toán loạn. Theo Tô Bác trong lòng bàn tay ra liên tục không ngừng truyền đến lửa nóng chi ý, trên trán dần dần bịt kín một tầng mồ hôi dị. Đan vô khuyết một mặt vui vẻ từ bất kiếm phong đi xuống, gương mặt hồng hồng. Tô Bác nhẹ nhàng địa tự chụp mình đầu một màn kia không ngừng mà tại trong đầu của mình quanh quẩn. Hắc hắc, chúng ta là anh em tốt. Ta cùng Ngũ Sư huynh là thiên hạ tốt nhất anh em tốt. Vừa nghĩ, một bên vô ý thức nắm thật chặt trên thân món kia Tô Bác phủ thêm trắng đen sen kẻ áo choàng đan vô khuyết di chuyển lấy nhẹ nhàng bộ pháp lúc đi lại đột nhiên phát hiện một vòng quen thuộc tóc trắng tử sam thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa tại bất kiếm phong phía dưới nhìn quanh cái gì là muội muội đan vô khuyết nháy nháy mắt có chút nghi vấn đan vô lan không phải hẳn là tại tàng thư các sao làm sao lại xuất hiện tại ngũ sư huynh bất kiếm phong phía dưới mà lại lén lén lút lút giống như đang tìm cái gì đồ vật đồng dạng nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều chính là hướng phía xa xa cái kia đạo thân ảnh màu tím chạy tới, vừa chạy vừa kêu, "Muội muội." Thanh linh thanh âm xa xa tướng gọi, sau đó chính là một trận dồn dập phong thanh vang ở phía sau. Đan Vô Lan vô ý thức run rẩy một chút, sau đó chính là ho nhẹ một tiếng, chậm rãi xoay người mặt không biểu tình, bình thản nhìn về phía Đan Vô Khuyết. Ba ngàn tóc trắng nhẹ nhàng địa phiêu động, lại một lần nữa khôi phục xuất trần trắng hơn tuyết khí chất. Cặp kia đôi mắt đẹp thanh tịnh như nước, nhấp nhẹ địa môi mỏng phấn nộn óng ánh, trong lúc giơ tay nhấc chân thanh lãnh mà yêu nhã giống như thanh liên mới nở sau đó nhàn nhạt, nhạt, mở miệng nói ồ tỷ tỷ chẳng qua là khi nhìn thấy đan vô khuyết mặc về sau con ngươi vô ý thức co lại một cái đại não một mảnh vẻ mờ mịt trái tim có chút bối rối không khỏi là suy nghĩ lung tung tỷ tỷ trên người món kia quần áo đây không phải là đây không phải là tô bắc áo choàng sao làm sao lại xuyên tại trên người nàng cái này hai người bọn họ xảy ra chuyện gì cái này, đan vô khuyết thế nhưng là mới từ bất kiếm phong xuống tới. Tiếp theo lại có một chút ủy khuất. Ta đều không có ngũ sư huynh quần áo đâu, nàng dựa vào cái gì. Đan vô khuyết không có trông thấy đan vô lan cái chủng loại kia phức tạp biểu lộ, hoặc là nói cho dù là thấy được cũng sẽ không nghĩ. Một mặt vui vẻ đem áo choàng giải khai, lộ ra bên trong tiểu tây giả, cùng trên đùi mặc vớ cao màu đen, dơ lên khuôn mặt nhỏ dương dương đắc ý nói, muội muội nhìn. Đây là ngũ sư huynh cho tỷ tỷ quần và quần áo mặc vào đặc biệt dễ chịu, lành lạnh. Quả nhiên, đan vô lan lông mày mà nhăn nhăn, từ trên xuống dưới đánh giá đan vô khuyết quần áo mới. Tốt ngươi cái đan vô khuyết. Nhìn qua ngương ngác ngốc ngốc trong mắt chỉ có tu luyện, trên thực tế sau lưng cho ta chơi cái này. Bất quá nàng cái kia quần đến to cùng là cái gì? Làm sao nhìn qua? Như thế có sáng bóng, như thế có chất cảm giác đầu. Như thế chặt chẽ. Đan vô lan hít một hơi thật sâu, buồn bã nói ngươi những cái kia quần áo đều là ngũ sư huynh cho. Đan vô khuyết nhẹ gật đầu, vui vẻ nói, đúng, đều là ngũ sư huynh cho. Ngũ sư huynh không có việc gì cho nàng quần áo làm gì. Đan vô lan mặt như xương tuyết gương mặt nhẹ gật đầu, giả bộ như như không có việc gì tùy ý bộ dáng mở miệng nói, ừm, vậy những này quần áo đều bị ngũ sư huynh xuyên qua. Thanh âm như thanh tuyền lưu vang, nhưng lại không xen lẫn bất luận cảm tình gì, chỉ là lỗ tai đã sớm dựng lên không buông tha đan vô khuyết nói tới bất luận cái gì dấu vết để lại đan vô khuyết nghiêng đầu nháy mắt nhìn xem xong bảo thai muội muội mình cao lạnh muội muội hỏi cái này làm gì bất quá vẫn là hơi suy nghĩ một chút nói cũng không có chỉ có cái này áo choàng là ngũ sư huynh xuyên qua còn lại quần áo đều là mới đan vô lan lỗ tai giật giật đang nghe đan vô khuyết thanh âm về sau con ngươi trong nháy mắt sao trời lóa mắt nếu là trên trời không phải mặt trời là mặt trăng đoán chừng sẽ cùng phương bắc lang tộc đồng dạng chán phóng yếu ớt lục quang sau đó chính là bỗng nhiên quay đầu nhíu lên đuôi lông mày tại đan vô khuyết khó có thể tin trong ánh mắt một tay lấy trên người nàng áo choàng lôi xuống tốc độ nhanh chóng đúng là để phản hư cảnh giới đan vô khuyết chưa kịp phản ứng sau đó lại là từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một kiện áo choàng màu đen một thanh bọc tại đan vô khuyết trên thân âm thanh lạnh lùng nói người khác xuyên qua đồ vật không muốn mặc buồn nôn biết sao Đan vô khuyết há to miệng, nhìn xem trên người mình áo choàng trong nháy mắt biến mất, bị thay thế thành đấu bồng màu đen. Lại là ngẩng đầu nhìn qua cao mày, một bộ tử sam, giống như thanh liên mới nở lãnh ngạo muội muội, nhẹ nhàng nói, muội muội, kỳ thật ngũ trưởng lão chỉ là lo lắng ta cảm lạnh. Cảm lạnh, phản hư sẽ lạnh. Đan vô lan hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Trông thấy mình hảo muội muội tựa hồ có chút tức giận, đan vô khuyết thẻ lưỡi, lôi kéo đan vô lan ống tay áo mở miệng nói. Được rồi, được rồi, ta không mặc là được. Dừng một chút, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ngốc lông lại một lần vỉnh lên lên, có chút nghi vấn hỏi. Ngươi không phải tại tăng kiếm các học tập kiếm tông tinh hà kiếm điển sao? Chạy thế nào đến bất kiếm phong tới bên này? Ta vừa rồi trông thấy ngươi đang tìm cái gì đồ vật, là ném đi cái gì sao? Đan vô lan trong tay nắm thật chặt món kia trắng đen xen kẽ địa áo choàng một vòng đỏ ửng lặng yên không một tiếng động bò lên trên cổ ngọc của nàng non mịn trắng nõn cánh tay hơi có chút run rẩy nhưng vẫn là mặt không biểu tình xoay người bình tĩnh nhìn xem đan vô khuyết thanh âm thanh lãnh không có ném cái gì bất quá là về mình sơn phong đi ngang qua nơi đây mà thôi đan vô khuyết một mặt nghi ngờ nhìn xem muội muội của mình nhìn qua kia đẹp không dính khói lửa trần gian thanh lãnh cao ngạo địa làm thiên địa ở giữa đều đã mất đi nhan sắc muội muội mở miệng nói hồi sơn phong nơi này là phía nam nha ngươi sơn phong không phải tại nhất cánh bắc sao bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao Đồ đệ thiên phú khóc thét tập 24. Đan Vô Lan thanh lãnh hai con ngươi phảng phất thâm thúy nhất tinh không, trở đầy xương hàn màn đêm, chán phóng sáng chói tinh mang. Cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xem trước mặt cùng nàng giống nhau như đúc tỉ tỉ, buồn bã nói, phía nam, cánh bắc lại như thế nào? Chẳng lẽ ta liền không thể tới đây sao? Đan Vô khuyết nháy mắt, cây kia nhếch lên ngốc lông đi lòng vòng, có chút suy tư một chút. Đúng à, kiếm tông như thế lớn, muội muội của mình xuất hiện ở nơi nào đều không kỳ quái có thể tới có thể tới muội muội à kỳ thật ngươi không cần đối ngũ sư huynh lớn như vậy địch ý người khác rất tốt còn dạy ta tu luyện chỉ đạo ta tu hành đan vô khuyết tùy ý địa vỗ vỗ đan vô lan bả vai nàng biết muội muội là có một ít bệnh thích sạch sẽ bất quá ngũ sư huynh đối với mình tốt như vậy sát giống như là quan hệ mật thiết anh em tốt mình hẳn là vì ngũ sư huynh nói mấy câu dạy bảo một chút muội muội mình nhân sinh quan giá trị quan đan vô lan nhạt, nhạt nhìn đan vô khuyết một chút không khỏi âm thầm nhếch miệng. Tỷ tỷ mình đầu óc lần nữa đổi mới mình nhận biết. Con ngươi không để lại dấu vết đánh giá đan vô lan áo choàng màu đen phía dưới những cái kia cổ quái kỳ lạ quần áo, trong lòng ngứa một chút. Nhưng mặt ngoài ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, vẫn như cũ là bộ kia người sống chớ gần gương mặt. Ừm, không có việc gì, ta liền đi trước. Dan vô khuyết nhẹ gật đầu, hướng về phía đan vô lan khoát tay áo. Vậy tỷ tỷ đi. Nhìn qua kia càng ngày càng nhỏ điểm đen, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại đan vô lan trước mắt đan vô lan nhã nhặn lạnh lùng thân ảnh giống như kiếm tông nhất thanh lệ thanh nhã một vòng lệ cảnh vô số đi ngang qua nơi đây kiếm tông đệ tử nhìn thấy cái này tay áo phiêu này nhanh nhẹn nhẹ rơi mông lung phiêu miểu sóng biếc say nguyệt cửu trưởng lão đều là xấu hổ cúi đầu xuống phảng phất là nhìn nhiều cửu trưởng lão đều là trong lòng khinh nhờn chi sắc như thế nữ tử chỉ ứng thiên thượng có nhân gian cái nào đến mấy lần nhìn cửu trưởng lão quá đẹp Tục không chịu được. Một cái đẹp chữ sao có thể hình dung ra cửu trưởng lão? Hẳn là lạnh lùng như băng, ngạo tuyết lang xương, bẫy nghĩa một thế. Không có từ ngữ sao? Ừm, không lục ra được. Lại nói cửu trưởng lão trong tay món kia quần áo tốt nhìn quen mắt à? Đan Vô Lan không để ý đến những nghị luận này. Thẳng từ cái này đông đảo các đệ tử trước mắt xuyên qua. Tại một đám sợ hãi thán phục, tiếng ca ngợi bên trong nhẹ lướt đi. Một lát sau lại phiêu nhiên trở về Đan Vô Lan nhìn chung quanh một chút, bảo đảm bốn phía không có bất kỳ người nào chú ý tới mình, không khỏi thở dài một hơi. Nhẹ nhàng địa vỗ vỗ chập trùng đại sơn, sau đó khóe mắt toát ra kia tia không cách nào che giấu gần như nụ cười quỷ dị. Cứ như vậy nhìn qua trong tay áo choàng, khóe miệng toát ra một cái cực kỳ cong độ cong, lộ ra mấy khỏa non mịn tiểu bạch nha. Sau đó đem đầu chăm chú địa chôn ở kia áo choàng ở giữa, thật sâu ngửi ngửi áo choàng bên trên kia từng tia từng tia như có như không hỗn tạp hai nữ nhân mùi hương nam nhân vị nói ngô đan vô lan nhắm con ngươi cảm thụ được chóp mũi quanh quần lấy vung đi không được hương vị buồn vô cớ thở dài hắc 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 sau đó cũng không biết nhớ ra cái gì đó khóe miệng không tự chủ được lưu lại một giải óng ánh chảy nước miếng sư huynh sư huynh cả người linh hồn hoàn toàn xa vào trong đó loại kia cảm giác thỏa mãn đơn giản không cách nào ngôn ngữ bỗng nhiên đan vô lan kia say đắm ở áo choàng ở giữa ngây ngốc con ngươi đột nhiên run lên liệt mà có chút nghi ngờ đem kia áo choàng cẩn thận mở ra. Mũi ngọc tinh xảo nhíu, lần nữa xác nhận có phải hay không mình khứu giác xuất hiện vấn đề. Sau đó tự lẩm bẩm, hai nữ nhân hương vị, hai cái, một cái là tỷ tỷ, một cái khác tuyệt đối không phải mình. Không phải ta, đó là ai? Cái này áo choàng đến trong tay mình vậy mà đã là thứ ba tay. Đan Vô Lan mặt không biểu tình, con ngươi hờ hững nhìn qua bất kiếm phong, trắng nõn non mịn tay nhỏ hung hăng nắm chặt kia tràn đầy nước bọt, đã bị thấm ướt áo choàng đến tột cùng là ai? nàng cùng tô bác là quan hệ như thế nào? tỷ tỷ mình có thể nhị dù sao từ nhỏ đến lớn đều là dính vào nhau quần áo đều là mặc một cái bộ dáng tướng mạo cũng là giống nhau như đúc cho dù là dùng chung một cái cây gậy mình cũng sẽ không nói cái gì tuy nói tỷ tỷ mình cái dạng kia đoán chừng ngũ sư huynh cũng chướng mắt nhưng là những người khác không được tuyệt đối không được Đan Vô Lan con người ảm nhiên nhìn qua trước mặt cái này áo choàng, không tự chủ được lấy ra cầm cái tiểu bổn bổn, trong đó một đoạn văn viết rất rõ ràng, Ngũ trưởng lão mỗi ngày giữa trưa đều thích phơi nắng quần áo, thỉnh thoảng sẽ tại bất kiếm phong dưới núi nhặt được một chút kỳ quái địa y vật. Mình đến nhặt y phục, quần áo cũng nhặt được. Nhưng không biết vì cái gì, ta không vui. Nữ nhân là cái kia gọi tiêu nhược tình nữ đệ tử đi. Đan Vô Lan khóe miệng toát ra một vòng cười lạnh chi ý, trong con người một vòng tinh quang chợt lóe lên. Tiểu nha đầu, mới bao nhiêu lớn liền muốn cùng bản tôn đoạt nam nhân. Tuyệt đối không thể thả mặc hắn tại tô bắc bên cạnh ở lại. Tô bắc tuyệt thế mị lực chính mình cũng ngăn cản không nổi. Hú chi là một cái xuân xanh đôi tám, chính là hoài xuân thời điểm thiếu nữ. Cho dù là hiện tại không có ý kia, về sau đoán chừng cũng có ý tứ kia. Tuyệt đối không thể để cho ý tứ này trở thành mình suy nghĩ ý tứ kia. Xem ra muốn tìm cơ hội gặp một lần nàng đan vô lan sâu kín mở miệng nói bản tôn còn không có thu qua đồ đệ bằng bản tôn uy vọng cưỡng ép thu nàng làm đồ nàng làm sao lại cự tuyệt trừ phi nàng có tuyệt đối không thể rời đi tô bắc lý do a à, vậy làm sao khả năng bất quá một tiểu nha đầu mà thôi chờ ngươi trở thành đồ đệ của ta một vòng cường đạo gặp đều muốn rơi lệ nụ cười quỷ dị hiện lên ở đan vô lan khóe miệng bất kiếm phong bên trên không ngừng mà hướng tiêu nhược tình thể nội chuyển vận linh khí tinh hoa tô bắc không khỏi cảm giác trong lòng một mảnh bối rối. Sau đó, hát xì, hát xì. Hai tiếng hát xì đồng thời phát ra. Tiêu nhược tình đại mi nhăn nhăn, bóp nhẹ một chút chóp mũi của mình. Tô bác cũng là ngừng mình tay, cau mày. Trùng hợp, hai người không khỏi tương hỗ liếc nhau một cái. Tô bác đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, tận lực làm hào quang của mình càng lóa mắt một chút. Vận khởi linh khí quanh thân tràn ngập vô biên đặc hiệu quang mang, lạnh nhạt mở miệng nói. Đồ nhi, vi sư đã tại trong cơ thể của ngươi đem linh khí vận hành một lần. Kế tiếp khí cảm liền toàn bộ nhờ chính ngươi. Vi sư hiện tại muốn thu thập một chút, chuẩn bị đi tìm đại trưởng lão thương nghị một chút liên quan tới ta kiếm tông chiêu sinh sự tình. Kiếm tông thân là tông môn, việc này không dung mập mờ. Loại này gian khổ nhiệm vụ cũng chỉ có vi sư có tư cách đảm nhiệm. Tiêu nhược tình toàn thân trên dưới đã sớm bị mồ hôi chỗ thấm ướt. Yên lặng cảm thụ được tô bắc đoàn kia nóng rực linh khí dần dần tại bên trong thân thể của mình tiêu tán, nhẹ nhàng gật gật đầu, mở miệng nói. Đồ nhi cảm ơn sư tôn chỉ điểm. Tô bác nhẹ gật đầu, quay người đi vào thảo đường, lưu lại một câu. Kia hai quyển công pháp chính ngươi lựa chọn một cái đi. Tu tiên một đường, toàn bộ nhờ khí vận. Tiêu nhược tình thật sâu nhìn qua tô bác biến mất thân ảnh, sau đó con ngươi phức tạp nhìn qua bày ở trước mặt mình hai quyển công pháp. Đến cùng nên lựa chọn cái nào? Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 25. Tô Bác trở lại thảo đường về sau, lặng lặng mà ngồi trên giường suy nghĩ sâu xa. Mình rất muốn cá ướp muối, nhưng văn nhân bình tâm tuy nói cảm giác trong đầu đồ vật tất cả đều sinh trưởng ở gấu lên, đối với mình nhưng vẫn là không tệ. Lần trước chiêu thu đệ tử thời gian mình cũng không biết, nhưng là tại Kiếm Tông nhiều năm như vậy, Tô Bác vẫn mơ hồ hẹn hẹn biết một ít chuyện. Tỷ như Kiếm Tông từ khi trưởng môn thượng quan vấn đạo rời đi về sau, mỗi một giới chiêu sinh ngày càng trượt. Nếu không phải còn đỉnh lấy tên tuổi, cùng Kiếm Tông nội tình còn tại sợ là cũng sớm đã hỗn không lên cái này xưng hào. Cái này một thanh mình làm rất tốt, nhiều ngoặt vào đến một chút thiên tư thông tuệ đệ tử, vô luận là đối tông môn tới nói, hoặc là đối với mình tới nói đều là một loại chuyện tốt. Dù sao đồ đệ càng bổng mình càng thoải mái. Ai? Đến tổ cùng nên dùng cái gì biện pháp thay đổi càng khôn đâu. Tô bác nằm ở trên giường nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ nhìn qua kia hai quyển công pháp ngẩn người tiêu nhược tình, nhìn qua kia đôi thon dài rất có sức hấp dẫn chỉ đen cặp đùi đẹp không khỏi trong lòng hơi động. Mình vừa xuyên qua đến thế giới này vĩ đại tư tưởng cũng không khỏi tự chủ lần nữa hiện lên ở trong đầu. Nhà ai tiên tử không mặc tất chân à? Câu lan bên trong liền cái này. Khá lắm đây chính là cái gọi là ma tông. Tùy tiện lật qua đùa âm xuyên đều so cái này gợi cảm. Ta tô bác nhất định phải để thế giới này tiên tử người người đều có một đôi tất chân mặc. Nghĩ tới đây, tô bác bỗng nhiên đứng dậy, con người sáng lên. Khá lắm, cơ hội này chẳng phải là gần ngay trước mắt nhất cử lưỡng tiện. Một tia lưỡng dụng, cũng không biết thế giới này có hay không miếng quảng bá. Tô Bắc nhíu lông mày nghĩ nghĩ, sau đó trong đầu từng cái linh cảm không ngừng mà bắn ra. Kéo một người 10 linh thạch, chỉ cần kéo căng 10 người góp đủ 100 linh thạch liền có thể xuất hiện. Kiếm Tông dạng này tông môn, phản bội ta đều cho hắn 100 vạn, kia một mực ở tại Kiếm Tông chính là không phải liền có mấy cái ức. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Tu tiên chính là một cái ngốc tất, không để ý biến thành châu tất sau đó bắt đầu giả tất quá trình. Không được không được, nhiều lắm. Tô bác vỗ vỗ đầu óc, vỗ vỗ trên người sám. Tùy ý sửa sang lại một chút trong đầu linh cảm. Đi trước cùng đại sư tỷ thương lượng một chút tiền bạc vấn đề đi. Hy vọng không nên đến thời điểm không có cái gì, nghèo đinh đương vang, còn muốn mình nghĩ trăm phương ngàn kế đi kiếm tiền. Tô bác lắc đầu. Tuy nói trong đầu của mình có thể được kế hoạch một đống lớn, nhưng là tất cả đều vây quanh một cái tiền bạc vấn đề. Một phân tiền chẳng lẽ một cái hảo hán, không nghĩ. Cái này quản chuyện tiền cũng không phải tự mình làm. Đồ nhi à, ngươi hảo hảo tu luyện. Vi sư đi một lát sẽ trở lại. Tô bác đối vẫn cau mày không biết lựa chọn như thế nào tiêu nhược tình nói một tiếng, chính là biến mất tại bất kiếm phong. Tiêu nhược tình con ngươi nhìn qua tô bác đi xa thân ảnh. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là lật ra quyển kia nhân vật chính nhất định phải tu luyện công pháp. Mặc dù nhìn qua mười phần không đáng tin cậy, nhưng là dù sao cũng là hắn chọn lựa cho mình hắn còn muốn tương lai rút ra chính mình tiên thiên đạo thể đâu, vậy bây giờ tất nhiên sẽ không hại mình. Nhưng là hắn lại sợ tự mình tu luyện kiếm điển vượt qua hắn, cho nên mới cho mình lựa chọn thứ hai. Tiêu nhược tình khóe miệng dơ lên một vòng cười lạnh chỉ ý, sợ là chính ngươi đều đang xoắn suýt đi. Thôi được, trước hết nhìn xem cái này nhân vật chính nhất định phải tu luyện công pháp viết đến tột cùng là cái thứ gì. Có thể để cho hắn coi trọng như vậy, lặp đi lặp lại nhấn mạnh nhiều như vậy lượt, chắc hẳn tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì thời gian dài ngồi dưới đất, mình bây giờ lại là phàm nhân thân thể. Tiêu Nhược Tình không khỏi cảm giác được hai chân một trận tê dại ý, có chút lạnh. Cau mày, vịn đầu gối chậm rãi đứng lên, sau đó từng bước từng bước hướng phía tô bác ghế đu lắc lắc ung dung nằm xuống đất. Đón trong núi nhẹ nhàng khoan khoái gió, cảm thụ được tô bác sau khi đi y nguyên tồn tại nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ. Buồn vô cớ thở dài, dễ chịu. Sau đó lật ra tờ thứ nhất, nhân vật chính nhất định phải tu luyện công pháp, ta vì nhân vật chính Công pháp này chính là lưu cho thế gian đại khí vận người, vì thiên mệnh chi tử chỗ lấy. Thiên địa vạn vật đều có khí vận. Nếu ngươi khí vận không tốt, như vậy từ bỏ cuốn sách này đi. Hắn không thích hợp ngươi. Có lẽ bên cạnh ngươi quyển kia nhìn qua chính là rất bất phàm sách càng thích hợp ngươi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiêu Nhược Tình trần chờ một chút, nhìn một chút bên người kiếm điển. Con ngươi có chút vẻ mặt ngưng trọng. Quyển công pháp này có chút ý tứ. Khúc dạo đầu liền có thể tiên đoán đến tâm cảnh của mình. Quả nhiên sư tôn lưu lại công pháp là như thế không đơn giản. Cũng không biết hắn là từ đâu đãi ra quyển sách này, có phải hay không là cái chỗ kia. Tiêu nhược tình con ngươi tràn đầy thâm ý mà nhìn xem trang lông mày. Nghe nói kiếm tông tàng kiếm các tầng thứ 17 đầy tuyệt thế không truyền bí tịch. Chẳng lẽ quyển sách này chính là tô bác từ bên trong đó lấy ra? Tuy nói cái này mở đầu viết rơi vào trong sương mù. Khí vận, khí vận. Tiêu nhược tình miệng nhỏ không ngừng mà lẩm bẩm, liền nghĩ tới tô bác lặp đi lặp lại chỗ nhấn mạnh khí vận. Chẳng lẽ tu tiên thật là toàn bộ nhờ khí vận sao? Lật đến trang kế tiếp, lại nhìn. Ngài có thể lật đến một trang này đã nói lên ngươi đối ngươi khí vận tuyệt đối tự tin. Tiếp xuống nội dung chỉ cho phép ngươi đi một mình nhìn. Ngươi xác định chung quanh của ngươi không có bất kỳ ai sao. Tiêu nhược tình vô ý thức nhìn chung quanh một chút, đợi xác nhận chung quanh không ai về sau, lại là lật ra trang kế tiếp. Toàn thân hứng thú đã bị quyển công pháp này chỗ câu dẫn đi lên. Nhưng mà tiếp xuống một câu để tiêu nhược tình con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bản công pháp một vị tu tiên giả chỉ có thể quan sát một lần. Ngài xác định ngươi là khí vận chi tử sao? Quan sát quyển sách đến tiếp sau nội dung, nếu là ngươi khí vận không đủ cường đại, quyển sách thậm chí lại bởi vì một chút không xác định ngoại lực nhân tố chỗ tổn hại. Cho dù là dạng này, ngươi vẫn là quyết định muốn tiếp tục quan sát sao? Ngoại lực chỗ phá hủy, kinh khủng như vậy. Quyển công pháp này thật thần kỳ như vậy. Đối với chính mình có phải hay không khí vận chi tử, tiêu nhược tình vạn phần cùng tuyệt đối khẳng định chính mình cũng là luân hồi giả, làm sao có thể không phải khí vận chi tử. Chẳng lẽ còn có cái thứ hai luân hồi giả? Nói đùa cái gì? Sau đó tiêu nhược tình thật sâu hạ một hơi, con ngươi vô cùng kiên nghị lật ra trang kế tiếp. Cùng lúc đó, Nam Hoa Đế Quốc, Hoa Châu. Một chỗ lờ mờ địa lão trạch, đóng chặt cửa sổ, ngọn đèn phát ra hào quang nhỏ yếu. Một nữ tử thân mang cây cải củ sắc la yên váy, tay trái chậm bày phía sau, tay phải sắn tay áo phía trước lông mày ngẫu nhiên nhẹ nhàng địa nhíu lại ngẫu nhiên lại là chậm rãi giãn ra ra cứ như vậy tới tới lui lui không biết dài bao nhiêu thời gian rốt cục tựa hồ là viết xong vật trong tay thật dài địa thở phào nhẹ nhõm nhìn xem mình lưu loát kiệt tác không chỉ có tâm tình tràn đầy vui vẻ tại vừa quay đầu lại sau lưng không biết bao nhiêu bản nhan sắc khác nhau sách chất thành nguyên một chồng chất cũng liền ở thời điểm này đột nhiên tiếng đập cửa truyền đến nữ tử bên tai một thanh âm ở ngoài cửa vang lên liễu tiên tử nên giao bản thảo Bên trên một nhóm hàng nát ta một mạch tất cả đều nhét vào kiếm tông. Tông môn khác đều trướng mắt, nhưng là kiếm tông cái gì đều muốn, bọn hắn nghèo. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 26, hàng nát. Nữ tử nhíu mày nhìn về phía đi vào cửa tên kia nam tử trung niên. Mình trên một tháng đưa trước đi bản thảo từng cái có thể nói là mình nôn tâm lọc huyết chi tác, làm sao có thể là hàng nát? đặc biệt là quyển kia sư huynh nhanh lên yêu ta cùng tỉ muội của nó thiên như thế nào để cao lãnh sư muội yêu ta mình viết cái này hai quyển sách thời điểm thế nhưng là đem toàn thân của mình tâm đầu nhập vào trong đó mình dưới ngòi bút chỗ khắc họa mỗi người vật đều vò vào, vào mình toàn bộ tình cảm phức tạp quệt quệt khóe môi nhìn xem nam tử trung niên nói lầm bầm hết thảy bán bao nhiêu tiền nam tử trung niên vội vàng từ trong tay chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một túi linh thạch mở miệng nói a hết thảy bán hai nghìn cái linh thạch trong đó có bản công pháp bán quý một điểm, trọn vẹn bán 500 linh thạch. Hại, liễu tiên tử, không phải sách của ngươi viết nát, mà là bây giờ tu tiên hoàn cảnh lớn không thể so với dĩ vãng. Toàn bộ 21 châu mỗi một giới có bao nhiêu tu tiên sinh. Bây giờ vì dồn hết đủ sức để làm bên trên cái kia 985.211, từng cái bên trong quyển lợi hại. Nào có cái gì thời gian nhìn những cái này tiểu thuyết tình cảm. Ngươi viết quyển kia nhân vật chính nhất định phải tu luyện công pháp cũng không tệ, về sau viết nhiều viết loại công pháp kia. Trên thế giới này công pháp có nhiều lắm, ai biết có phải thật vậy hay không. Nữ tử đối với cái này không chút phật lòng. Bất quá quyển kia mình mù viết công pháp bán ra ngược lại để mình lấy làm kinh hãi. Sớm biết dễ dàng như vậy liền có thể kiếm tiền, mình tội gì tới mỗi ngày chạch tại trong phòng nhỏ cả ngày lẫn đêm cùng hai tay làm bạn. Cũng không biết cái nào thằng xui xẻo thấy được quyển sách kia, hy vọng người không có việc gì. Liễu tiên tử cảm thấy mình không nên cứ như vậy đóng cửa tạo sách, hẳn là theo sát thời sự không thể luôn nói cái gì truyền thống xuống dốc hẳn là nhiều từ tự thân tìm xem nguyên nhân chính là mở miệng hỏi hiện tại thư thánh trai bán chạy bảng bán còn nhiều sách gì tùy tiện cầm hai quyển cho ta xem một chút nam tử trung niên nghĩ nghĩ mở miệng nói ngang có một bản gọi như thế nào nhắm mắt lại tu tiên lửa vô cùng còn có cái kia làm sao để người khác giúp mình tu tiên muốn ta nói liễu tiên tử ngươi dứt khoát liền viết một bản ta thu đồ đệ liền có thể tu tiên đi chúng ta liền cùng gió tháng sau không ít tông môn đều muốn chiêu tân chúng ta đi kiếm bên trên một số lớn giống kiếm tông loại này tông môn cũng không cần đi dù sao năm nay người cũng sẽ không nhiều theo ông nội ta cùng cha ta nói một giới sau một giới ít trung niên nam nhân lẩm bẩm thấy được liễu tiên tử tựa hồ là mua kiên nhẫn vội vàng lại là mở miệng nói được linh thạch ta liền cho tiên tử thả nơi này có chuyện gì ngươi cho ta biết là được nam tử trung niên quay người rời khỏi phòng Liễu tiên tử nhìn qua lần nữa trở lại hắc ám đại môn, suy tư một hồi. Ngọc thủ nhấc lên bút, bút lớn vung lên một cái, viết xuống mấy cái sáng long lanh chữ lớn. Ta thu đồ đệ liền có thể tu tiên, sau đó ngắm nghía mình siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ, hài lòng nhẹ gật đầu. Lý bá nói không phải không có lý. Công pháp này xem xét liền có đại hỏa tiềm chất. Tiêu nhược tình nhìn qua trước mắt từng cái rồng đi long xà kiểu chữ, toàn bộ linh hồn tựa hồ cũng đắm chìm trong trong đó. Một bên nhìn còn thỉnh thoảng gật đầu bội phục, nói có lý tiên sinh có đại tài như thế có nội hàm có độ sâu sách vậy mà bây giờ chính mình mới thấy được tựa như câu này cái gọi là khí vận tu luyện pháp tên gọi tắt chi vì nhảy núi bất tử tất có hậu phúc cái gọi là nhân vật chính lúc có một loại lăng vân khắp thiên hạ hiệp ca nghĩa đảm trí khí tiêu nhược tình cứ như vậy một mực đảo bản này thần bí công pháp lâu chi một cái nghi vấn một mực trôn giấu tại trong tim mình vung đi không được con ngươi nhìn chăm chú mình tất chân bên trên càng lúc càng lớn lỗ rách sư phụ của mình cho mình quyển sách này làm gì chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì nếu thật là như thế hắn ẩn tàng có thể nói là quá mức sâu mà lại quyển sách này cái gọi là loại kia có khả năng lại bởi vì một chút không thể diễn tả nguyên nhân chỗ tổn hại đến tột cùng là cái gì mình nhìn lâu như vậy đây chính là một bản rất phổ thông sách à câu nói kia đến cùng có ý tứ gì nhẹ nhàng địa lắc đầu tiêu nhược tình thở dài một hơi lật ra một trang cuối cùng, nhìn xem phía trên văn tự. Ta là thật không nghĩ tới còn có người có thể nhàm chán đến lật đến cuối cùng một trang này. Xem được không? Hắc hắc, ta biên. Ngươi không phải là thật tin chưa? Khí vận chi tử. Từ bỏ đi, hai tử, tu tiên con đường này không thích hợp ngươi. Nhảy núi liền có thể nhặt được công pháp. Mộ tổ tiên nhà ngươi lấy sao? Đề nghị của ta là ngươi chuyển sang nơi khác làm nằm mơ ba ngày. Không phục sao? Quệt mồm làm gì? Muốn đánh ta? Tiêu Nhược Tình mặt không thay đổi xem sách bản bên trên văn tự, sau đó động tác vô cùng nhu hòa, hiển thị rõ phong phạm thục nữ. Thu thủy trong hai con ngươi mang theo ba phần vô tình, ba phần lương bạc, ba phần giận tái đi, một phần hối hận. Không có buông tha bất luận cái gì một chỗ mang chữ địa phương. Bản này ngoan cường công pháp nhận hết gặp chắc trở, tiến hóa thành trắng bóng trang giấy, nhẹ nhàng địa tản mát tại ghế đu chung quanh. Dãy núi nhẹ nhàng địa phập phồng, sắc mặt khó nén đỏ ửng, càng nhiều vẫn là vẻ áo não đang chết tô bắc hắn khẳng định là cố ý tuyệt đối là sau đó một vòng xâm nhiên địa cười lạnh không tự chủ được hiện lên ở khóe miệng của nàng một bên cầm lên quyển kia gác lại trên bụng thật lâu kiếm điển tốt sư tôn ngươi vô tình đừng trách ta không nghĩa tô bắc đằng vân giá vũ chắp hai tay sau lưng chậm ung dung đi tới văn nhân bình tâm chỗ sơn phòng ngay tại phi hành trên đường đột nhiên là nhìn thấy nhị sư huynh ngay tại chỉ điểm một đám nam đệ tử đùa nghịch kiếm sau đó tùy ý địa lên tiếng chào hỏi Nhị sư huynh tốt, mọi người tốt à? Nhìn xem những cái kia từng cái chỉ có một hai trăm tuổi, tại liệt dương bên trong huy sái lấy thanh xuân địa mồ hôi kiếm tông đệ tử, trong lòng không khỏi có chút thổn thức chi sắc. Ai? Ai không phải từ tuổi trẻ tới đây này? Tịch thanh y nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua không có việc gì tô bắc, hư lạnh một tiếng. Hung hăng quật một vị nhìn về phía tô bác đầy mắt tinh tinh đệ tử. Hảo hảo cho ta tu luyện, dáng dấp không nhân ra đẹp trai, lại cứng rắn không nổi, tương lai có thể làm. Tô Bắc một mặt nghi vấn chi sắc. Làm sao cái này đều có thể kéo tới ta? Còn có cái này tịch thanh y nghiêm mặt hừ mình làm gì? Mình lại không có đoạt nữ nhi của hắn. Không hiểu thấu. Lắc đầu, chính là biến mất ngay tại chỗ. Ánh nắng xuyên suốt văn cửa sổ, khúc rượu màn tre. Văn nhân bình tâm thân mang màu xanh nhạt vân vân váy ngủ, một đầu mái tóc tùy ý mà rối tung tại sau lưng, lười biếng nằm ở trên giường, ngáp một cái. Theo tố thủ nhẹ nhàng nâng lên, gãi gãi phía sau lưng, rất có mị hoặc cái động tác có chút phác họa ra uyển chuyển đường cong, thon dài trắng nõn đùi ngọc có chút co do, da thịt thổi qua liền phá, vũ mị lười biếng thần sắc tự nhiên bộc lộ. Kia một đôi hùng hậu tiền vốn thẳng tắp không kiêng nể gì cả, tựa hồ là hướng về thiên hạ người tuyên cáo mình lồng lộng hùng vĩ. Bỗng nhiên nàng thần thức khẽ động, đã nhận ra có người hướng phía mình sơn phong bay tới. Văn nhân bình tâm nháy con ngươi, một vòng vẻ nghi hoặc nhầu tại giữa mi tâm, môi son khẽ mở. Tiểu Bắc Bắc, không đi dạy hắn tiểu đồ đệ tới tìm ta làm cái gì? Tiện tay chăm chú trên người xanh nhạt váy ngủ, do dự một chút lại tại bên ngoài mặc lên một kiện trường sam, che lại gấu trước làm cản Tuy nói mình nhìn xem hắn lớn lên, nhưng là dù sao vẫn là sư đệ. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 27. Tô Bắc đi vào sơn phong trước, tại một đám đệ tử Azua định hót phía dưới, được lĩnh đến văn nhân bình tâm chỗ viện lạc. Kiếm tông các đệ tử nhìn qua đỉnh đầu thanh quan, bên trong lấy ánh trăng áo mỏng, áo khoác cùng màu khoan bảo, áo bào cạnh góc có tường vi ám văn tô bắc. Mộc thân tại trong ánh nắng, khóe miệng mang theo cười ôn hòa ý, trên mặt hiện ra ánh sáng nhu hòa. Hình tượng như thế vĩ ngạn làm vinh dự. Không khỏi âm thầm cảm thán nói. Không thể nói là gia ta tô bắc nguyện thiên hạ tất cả kiếm sĩ người người đều có thể một kiếm chảm thiên bực này lời nói hùng hồn người. Nam đệ tử chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, không cách nào nhìn thẳng ngũ trưởng lão lăng nhiên thiên hạ xuất khí dáng người. Nếu đệ tử không khỏi âm thầm thần thương, vừa nghĩ tới Tô Bắc muốn bị mình sư tôn chỗ trà đạp không khỏi thương cảm. Sau đó chính là tại Tô bác trên thân tùy ý gãi gãi, cọ sát, muốn mượn điểm khí tức để trời tối người yên thời điểm trong lòng có suy nghĩ, có chút suy nghĩ, có chỗ dùng. Đang cáo biệt những này nhiệt tình đệ tử về sau, Tô bác không khỏi cảm thán. Người qua có tài hoa xem ra cũng không phải chuyện gì tốt. Những này thon dài cặp đùi đẹp đều hẳn là sỏ vào chính mình Tô bác thế ra đi trên đường cái phát truyền ơn. Cha cha, kia phải là một loại gì lực ảnh hưởng. Tô Bác lắc đầu, chắp hai tay sau lưng quay người chính là đi vào kia cá biệt gây nên tiểu viện. Trong sân im áng địa. Đột nhiên, Tô Bác chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm đánh tới, dưới thân thể ý thức cương cứng. Ngay sau đó bên tai chính là truyền đến mang theo lấy nhiệt độ cơ thể nhiệt khí, một cái nhuyễn ngọc mềm mại thân thể chính là hướng Tô Bác cả người dán tới. Lớn, Tô Bác trong đầu chỉ có như thế một cái từ ngữ không ngừng mà quanh quẩn. Bác Bác nghĩ sư tỷ rồi. Ngươi cái không có lương tâm, con tưởng rằng có đồ đệ liền quên sư tỷ đâu. Tô Bắc một mặt hắc tuyến, cảm thụ được kia đã vòng qua cổ mình mềm nhẵn ấm áp tiêm tiêm ngọc thủ, "Sư tỷ, ta tới tìm ngươi nói chính sự." Văn Nhân Bình Tâm cứ như vậy dùng đoàn mà chống đỡ lấy Tô Bắc đi vào phòng bên trong, đem Tô Bắc đặt tại trên ghế. Sau đó lười biếng nằm ở trên giường, vểnh lên thon dài trắng nõn đùi ngọc, ưu nhã nhẹ nhàng linh hoạt địa một nghiêng, đem hai chân cơ hồ tất cả đều bạo lộ bên ngoài, biểu lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Chẳng lẽ đến thăm sư tỷ không phải chính sự sao? Ngươi thế nhưng là dòng dã 13 canh giờ không có nhìn thấy sư tỷ. Ai? Trung quy là sai thanh toán. Nam nhân không có một cái nào có lương tâm, thiệt thòi ta tay phân tay nước tiểu đưa ngươi nuôi lớn, bây giờ có đổ đệ quên tỷ tỷ. Tô bác ngửa đầu, tận lực không nhìn tới văn nhân bình tâm kia sáng loáng, trắng nõn cặp đùi mượt mà, ôn nhu gót chân, duyên dáng mắt cá chân. Trong lòng lẩm bẩm cái gì trên trời rơi xuống chính nghĩa, lớn uy thiên long, chính năng lượng, Ta là thánh nhân, nhìn xem tô bác ra vẻ một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng, văn nhân bình tâm bật cười một tiếng, duỗi ra chân nhỏ chính là lập tức đá vào tô bác trên bụng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: giả trang cái gì chính nhân quân tử, trên người ngươi ta cái nào chưa thấy qua? chuyện gì mau nói, đừng bút tích. Hôm qua ngươi đem tiểu quân thế nào? Buổi sáng hôm nay đầy mắt mắt quầng thâm, cả người tựa hồ cũng kéo thoát nước, hắn như là sáng sớm liền đến ta cái này cáo trạng bất quá ta căn bản liền không có phản ứng hắn, toàn thân rượu mùi thối. Tô bác nhíu nhíu mày, nhìn qua cái này đạp hướng mình trong ngực óng ánh chân ngọc. Khéo léo đẹp đẽ mắt cá chân đường cong thanh thoát, nhẹ nhàng tuấn lãng, mắt cá chân phần sau gân nhượng chân hai bên tự nhiên hình thành lõm mười phần ôn nhu. Lại ngẩng đầu nhìn phía tấm kia tựa hồ là hết sức khinh bỉ ánh mắt của mình, hít sâu một hơi, con ngươi khép lại, tay chính là bắt đi lên. Khiêu khích. Mình cũng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn địa liễu hạ huệ văn nhân bình tâm một mặt kinh ngạc nhìn xem tô bắc không khỏi một vòng đỏ ửng trong nháy mắt hiện đầy gương mặt hai bên thân thể đều mềm nhũn mấy phần chân nhỏ nhanh chóng từ tô bắc trong tay tránh thoát ra âm thầm chửi thề một tiếng đông 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 trái tim phát ra đông 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 thanh âm cái này tiểu thí hải nhi thật đúng là dám ho nhẹ một tiếng che giấu mình trong nháy mắt đó tâm hoảng lập tức vô ý thức nắm thật chặt trên người trường sam quát lớn sợ loạn cái gì ngươi chẳng lẽ không biết trong thế tục nữ tử chân là nhất là tư ẩn sao? Đừng nói sờ, liền nhìn lên một cái đều tính hỏng người ta trong trắng. Tô bác nhếch miệng, kia bát sư muội đâu? Ngay cả giày đều không mặc, mình mỗi ngày nhìn. Sau đó ho một tiếng, thân sắc nghiêm chỉnh nhìn xem văn nhân bình tâm mở miệng nói, sư tỷ, ta tới đây là vì cùng ngươi thương thảo kiếm tông chiêu tân sự tình. Nhìn thấy tô bác thần sắc như thế đứng đắn, văn nhân bình tâm con ngươi híp híp, biểu lộ cũng từ từ nghiêm túc. Đối với kiếm tông chưa tân sự tình kỳ thật nàng cũng sớm đã tâm phiền hồi lâu. Phải biết kiếm tông từ khi thượng quan vấn đạo đi về sau, những năm này thu nhận học sinh chất lượng có thể nói là càng ngày càng kém. Sâu kín thở dài, sau đó từ phía dưới gối đầu cầm lên một cái tờ đơn, cùng tô bác thì thầm. Bác bác à, sư tỷ sở dĩ đem chuyện này giao phó cho ngươi là bởi vì sư tỷ cảm thấy ngươi khẳng định sẽ có biện pháp. Ngươi cùng những người khác khác biệt cũng không phải là loại kia loại người cổ hủ kỳ thật nhị sư huynh ngươi trước đây đi tìm ta muốn để cho ta đem kiếm tông chư tân sự tình giao phó cho hắn nhưng là ta cảm thấy đã lựa chọn ngươi như vậy thì hẳn là tín nhiệm ngươi bắc bắc ngươi sẽ không để cho sư tỷ thất vọng đi văn nhân bình tâm nháy mắt trong con người lan tràn cái này nước mắt lông mi thật dài run rẩy không nói ra được ta thấy mà yêu chỉ nhìn cặp kia tóc mai châu làm sấn như thu thủy sao trời con ngươi không thấy mị thái vũ như một đoạn phong thái ừm nếu như xem nhẹ nàng ngay tại chụp lấy đầu ngón chân tay. Tô Bác có chút tuyệt vọng vỗ vỗ đầu. Kiếm tông sắp xong rồi. Nhìn xem Tô Bác cái dạng này, Văn Nhân Bình Tâm phốc một tiếng cười, sau đó đem trong tay cái kia tờ đơn đưa cho Tô Bác, chậm rãi nói, "Bác Bác, ngươi nhìn một chút đi. Đây là ta dùng nhiều tiền tìm người dò thăm những tông môn khác chiêu sinh kế hoạch. Nội dung cái gì, đại khái đều ở nơi này. Ngươi yên tâm, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, đưa ra điều kiện gì, Sư tỷ đều vô điều kiện ủng hộ ngươi. Đi thôi, bác bác, buông tay đi làm đi, đừng cho sư tỷ thất vọng. Nhận lấy cái kia tờ đơn, nhìn xem Văn Nhân Bình Tâm như thế trang nghiêm túc mục lời nói, Tô Bác trong lòng không khỏi chậm rãi chảy xuôi qua một tia dòng nước ấm. Có sư tỷ câu nói này, vậy mình liền có thể buông tay nhất bác. Nhìn về phía Văn Nhân Bình Tâm, ánh mắt cũng không nhịn được là nhu hòa rất nhiều, chuyện cũ đủ loại không ngừng mà hiện lên ở trong đầu của mình nghĩ đến sư tỷ của mình ngậm đắng nuốt cay đem mình kéo xuống lớn, không khỏi là nước mắt tuôn đầy mặt. Sau đó Tô Bác nhẹ nhàng địa xoa xoa có chút ướt át hốc mắt, một mặt chính thức nhìn xem Văn Nhân Bình Tâm mở miệng nói, "Sư tỷ, kỳ thật cũng không có cái gì cần ngươi ủng hộ, chính là có một chút. Tông môn Chiêu Tân cần thật nhiều tiền, cái kia." Tô Bác lời còn chưa nói hết, Văn Nhân Bình Tâm phủi hắn một chút, lạnh nhạt nói, "A, kiếm tông không có tiền, sách tiền không bàn nữa." Tô Bác bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 28. Đông tuyết khắp phiêu, gió mát từ Phật, tươi mát. Chỉ thấy ô yến xuyên qua giải rác nhạt khói, vòng quanh kia tinh xảo địa biệt viện làm vòng bay. Văn nhân bình tâm chỗ trên ngọn núi, một đám đệ tử trải qua cái kia tinh xảo viện lạc, đều là thả chậm thả nhẹ bước chân, rơi vào là nhẹ mà không nghe thấy. Tốp năm tốp ba cùng nhau, ẩn ẩn nghe được đấy khúc khắp lượt thanh thanh. Còn có nữ đệ tử tay nâng bắt đầu, ngơ ngác nhìn lấy mình đã từng may mắn sờ qua ngũ trưởng lão vạt áo tay, cười khúc khích, không khỏi có chút chờ mong ban đêm đến. Tất cả mọi người sợ quấy dày đến ngũ trưởng lão cùng thế hệ trưởng môn thương nghị sự tình. Lặng yên không tiếng động nghị luận, ngũ trưởng lão chính là chúng ta trong lòng một tòa vĩnh hằng tấm bia to. Đúng vậy à, ta cũng nghĩ hướng ngũ trưởng lão nói như vậy, có cơ hội một kiếm chảm thiên. Tất cả mọi người có cơ hội, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng ngũ trưởng lão. Kiếm tông không thể mất đi ngũ trưởng lão, tựa như là phương tây không thể mất đi đồng dạng năm nay có ngũ trưởng lão chủ trì chiêu tân đại hội chúng ta chắc chắn sẽ không là thứ nhất đếm ngược một áo lam chân truyền kiếm tông đệ tử nhìn về phía cái kia như là thánh nhân đến viện lạc đầy mắt hướng tới chi sắc ai cũng không biết tô trưởng lão cùng người nổi tiếng trưởng lão đến cùng đang nói cái gì cao thâm chủ đề chắc hẳn nhất định liên quan đến lấy kiếm tông sự phát triển của tương lai đi bên người lam y đệ tử nhẹ gật đầu lại lắc đầu sau đó mặt mũi tràn đầy thủng thức trí ý nhỏ, cách cục nhỏ. Ta đoán chừng lấy tô trưởng lão chi đại tài, giờ này khác này là tại cùng trưởng môn nghiên cứu 21 châu tương lai phát triển đi hướng đi. Cũng không biết cái này một dài rằng giặc thế kỷ đối thoại, đến tột cùng có thể đối kiếm tông tương lai lớn đến mức nào ảnh hưởng. liền cái nhà này vị trí, tương lai tất có ta hoa đại đao một chỗ cắm rùi. Ta nói, một đám kiếm tông đệ tử thở dài cũng có, hướng về cũng có, chờ mong cũng có, hăng hái cũng có, thẹn thùng cũng có dù sao đều là đối cái kia bọn hắn chưa từng đặt chân viện lạc biểu thị gia cao thượng kinh ý hành lang ngoại nhân không nói hành lang bên trong lôi kéo trình độ kịch liệt không thua gì lâu dài tại thị trường bày quầy bán hàng tiểu phiến loang thoáng còn có thể nghe thấy tựa như thị trường mua rau cải trắng mặc cả đại gia đại mụ thanh âm lại cho ta thêm năm lượng không có khả năng không thể nhiều hơn nữa liền cho ta lại để cho năm lượng không nói hai lời trực tiếp đi bắc bắc à ngươi cái này cũng không thành tâm à nào có ngươi nói như vậy mà giá để không được cái nào tông môn chiêu tân liền cho phê một trăm lượng thêm cái vạn đều chế ít khá lắm chiêu tân một lần liền dám muốn hoàng kim một trăm lượng ngươi thời gian này là không nghĩ tới rồi có ngươi phá của như vậy sao sư tỷ thật không đủ à một trăm lạng vàng có thể làm gì hôm qua đồ đệ của ta chịu tránh kia canh gà con kia 50 năm phượng vũ đầu to gà bán cũng không chỉ một vạn lượng ô vậy ngươi rất có tiền à một trăm lượng cũng không cho. Văn nhân bình tâm đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn vẻ mặt phẫn ốt tô bắc, một con tố thủ cắm ở bên hông, ngón tay kia lấy tô bắc mặt. Toàn bộ thân thể cũng sớm đã rời đi túi ngủ, tóc dài thuận hoạt rối tung tại sau lưng, bởi vì quá kích động. Đây vốn là chăm chú bao lấy trường sam đã sớm hướng hai bên mở ra, lộ ra bên trong màu xanh nhạt hơi mở xa mỏng. Chăm chú địa dán tại trên thân, đem kia đối khó mà che giấu lồng lộng to lớn bát ngọc triệt để bạo lộ tại tô bắc trước mắt chỉ là tấm kia vốn là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan chiếu vào tô bác trong ánh mắt mặt mũi tràn đầy chanh chua con buồn hương vị tô bác hít vào một hơi thật dài lần nữa lưu luyến nhìn một lần cuối cùng sau đó không phải rất tình nguyện chuyển tới trong đầu một màn kia tuyết trắng vung đi không được vậy mà không có mặc tô bác thừa nhận chỉ luận phong vận nhiều năm như vậy đã thấy người bên trong chỉ có văn nhân bình tâm một người có thể đem loại này có chút tài trí địa vũ mị hoàn mỹ thuyết minh yêu nhã bên trong sen lẫn lười biếng chỉ nhìn một chút chính là có thể làm trong lòng nguyên thủy nhất một màn kia tim đập thình thịch điểm này đan vô lan không được đan vô khuyết không được về phần tiêu nhược tình loại khí chất này càng là kém xa sau đó lại là nhếch miệng thở dài một hơi buồn bã nói ai đáng tiếc lớn há mồm nhìn thấy trước mặt tô bác cùng mình tranh cãi tranh cãi sau đó chính là không hiểu thấu chuyển tới văn nhân bình tâm nhíu nhíu mày lại trong con ngươi có từng tia từng tia vẻ không hiểu liền cái này mình công lực còn không có phát huy ra một nửa, cái này nhận thua. Sau đó có chút bỗng nhúc nhích thân thể, tư thế ôn nhu yêu nhã, cười lạnh một tiếng. Làm sao sư đệ, cái này nhận thua. Tô bác bảo trì vẻ chấn định, đem trong đầu cái gì bát, cái gì đoàn phi tốc quên mất, sau đó ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Người sư tỷ kia, tuy nói sư đệ thổi nhỏ tại bên cạnh ngươi lớn lên, nhưng là bây giờ cũng đã hơn 500 tuổi. Ta vẫn là hơi chú ý một chút dáng vẻ. Văn nhân bình tâm chớp chớp thu thủy con ngươi, sau đó cúi đầu. Từ góc độ này căn bản nhìn không thấy chân của mình. Sau đó, một vòng đỏ ửng trong nháy mắt chính là bay lên, lần nữa đem trường sa một lần nữa gói kỹ lưỡng, ho nhẹ một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì nói. dáng vẻ, a, à, ngươi cái nào khối ta chưa thấy qua. Còn thẹn thùng đâu? Quay tới đi, ta lại không thể ăn ngươi. Tô bác xoay người, nhìn xem đã một lần nữa tại trên giường nằm song văn nhân bình tâm, trên thân đóng không biết bao nhiêu tầng chăn mền, không khỏi là có chút thất vọng lắc đầu cũng sẽ điểm miệng này. Có năng lực ngươi liền trực tiếp quang minh chính đại à. Văn nhân bình tâm bình tĩnh một chút phanh phanh nhảy không ngừng trái tim, tố thủ vuốt vuốt tóc xanh, môi mỏng khẽ cắn một chút, thở dài nói. Bác bác, kiếm tông là thật không có dư thừa tiền nhàn rỗi. Liền ngay cả tàng kiếm các những cái kia tàng thư đều là giá thấp thu người khác không muốn hàng nát. Những năm này tông môn vận chuyển càng phát khó khăn, ta kiếm tông không giống cái khác tông môn, có một chút phụ thuộc tông môn liên tục không ngừng trên mặt đất cung cấp. Tông môn tài nguyên cũng vẻn vẹn chỉ đủ duy trì đệ tử thường ngày tu luyện ăn uống ngủ nghỉ vân vân. Năm đó sư Tôn quyết định quy củ, kiếm tông không muốn bất kỳ phụ thuộc tông môn. Ai? Tô bác nhíu mày. Hắn không nghĩ tới kiếm tông hiện trạng vậy mà như thế tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là mặt ngoài thật nhì không ra. À. Ngay tại Tô bác suy tư thời khắc, Văn Nhân bình tâm lại là mở miệng nói, Bác bác, ta sở dĩ để ngươi chủ trì lần này chiêu tân đại hội, là bởi vì sư tỷ biết đầu óc của ngươi linh hoạt." ngươi xem một chút cái khác những tông môn này ỉ vào tài đại khí thô từng cái không muốn mạng tuyên truyền phía trên này đều là thứ gì đơn giản chính là có tổn thương phong hóa tô bắc mang theo nghi hoặc lật ra văn nhân bình tâm trước đó đưa cho mình tấm kia tờ đơn sau đó con người trợn tròn lên nhìn xem phía trên chữ vô hoa khuyết hứa hẹn mỗi một tên nhập ta vô hoa khuyết nam đệ tử đều có một tu vi cao thâm sư tỷ một đối một tự mình chỉ đạo mỗi một tên nhập ta vô hoa khuyết nữ đệ tử đều có một hòa ái dễ gần sư huynh một đối một tự mình chỉ đạo người đến đều có phần. Ngũ đạo khẩu hứa hẹn, tới liền đưa, đưa tiễn đưa, đưa không dừng lại. Chỉ cần đến ta ngũ đạo khẩu lập tức đưa tinh mỹ quà tặng một phần. Càng có ngũ đạo khẩu 18 tên phản hư chân tiên tự mình chỉ đạo, để ngươi tương lai tiền lộ từ từ. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 29, thấy được chưa? Văn nhân bình tâm nửa nằm, trên thân che kín thật dày chăn mền. Có lẽ là bởi vì chăn mền quá ngắn, bên trái kia thẳng tắp chân cũng để lộ ra một nửa tử hơn tuyết lấn xương trắng nõn vô cùng tô bắc ngẩng đầu nhìn qua văn nhân bình tâm thở dài nói vì chiêu sinh đều như thế quyển sao chỉ dựa vào tông môn thực lực cường đại không tốt sao văn nhân bình tâm không ngừng nhếch miệng đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn chăm chú tô bắc buồn bã nói bắc bắc vậy ta hỏi ngươi những này tông môn cái nào tranh lệch tô bắc trả lời không chút suy nghĩ kiếm tông Bất quá khi nhìn đến văn nhân bình tâm cặp kia tràn ngập sát ý, tựa hồ sau một khắc chính là muốn một kiếm giết mình con ngươi về sau, vô ý thức đánh run một cái, nói bổ sung. Kiếm tông cùng cái khác đều thật không tệ, không có gì khác biệt. Nghe được tô bác trả lời, văn nhân bình tâm thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng địa trở mình tử tiếp tục nói ra. Những tông môn này thực lực đều không kém, mà lại năm đó bởi vì vạn tộc chi kiếp cái cuối cùng phi thăng tiên nhân chỉnh hợp đông đảo tông môn. Để tất cả tông môn tính tổng hợp phát triển, càng không giống ngàn năm trước như thế, tông môn đơn nhất tính rất mạnh. mà ta kiếm tông chính là ăn như thế một cái thiệt thòi, không có tính tổng hợp thực lực, chỉ có kiếm. đây cũng là sinh nguyên càng ngày càng ít một nguyên nhân. dù sao không luyện kiếm căn bản liền không có ý định đến, mà dự định luyện kiếm, tông môn khác cũng đều có. tô bác như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, nói cách khác kỳ thật chiêu sinh có thể không từ thủ đoạn. nghe được tô bác, văn nhân bình tâm con ngươi sáng lên một cái sau đó từ trên giường đứng dậy, buồn bã nói. Cái gì gọi là không từ thủ đoạn? Chúng ta là vì cái này 21 châu lưu lại kiếm đạo truyền thừa, cái gọi là kiếm chi nhất đạo, truyền thừa tuyệt đối không thể đoạn. Ta kiếm tông không truyền chi kiếm thanh bình kiếm, đã thất truyền, kiếm đạo cũng không thể thất truyền. Sau đó trong phòng truyền đến hai cái có chút hèn mọn hắc hắc thanh âm. Đang cáo biệt văn nhân bình tâm về sau, tô bác mày nhíu lại, không ngừng mà suy tư trong đầu hết thảy có thể thực hiện phương án lập tức một vòng cười lạnh hiện lên ở hắn anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong người gặp người thích xinh đẹp tuyệt luân khí vũ hiên ngang phong độ nhẹ nhàng trên khuôn mặt thân là lam tinh linh hồn am hiểu sâu quảng bá mánh lới chi đạo cùng ta chơi buôn bán một đám đệ tử đều là khiếp sợ nhìn cả người trên dưới tràn đầy bất phàm khí tức ngũ trưởng lão không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt một loại cảm giác khó hiểu trong nháy mắt nổi lên trong lòng không khỏi dùng mình một cái tựa hồ một giây sau trên thế giới này chính là có người sẽ phải gánh chịu đến vô tình vận rủi xung kích. Ngay tại Tô bác đem trong đầu hơn một vạn tám ngàn loại buôn bán thủ đoạn sắp xếp tổ hợp thời điểm, đột nhiên trong đầu truyền đến một tiếng dễ nghe thanh âm. Đinh! Chúc mừng túc chủ đại đồ đệ thành công tu luyện ra khí cảm. Lần đầu thu đồ hoàn thành thành tựu, ban thưởng vận mệnh xúc sắc một viên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 5,167 lần phản hồi, tu vi thêm 5,167. Trước mắt tu vi, hóa thần trung kỳ, khoảng cách đột phá hóa thần hậu kỳ còn cần 8.661 vạn. Tô Bắc cảm thụ được một tia khí tức như có như không từ trên thân thể của mình truyền đến, kia hồi lâu chưa từng gia tăng tu vi khí hải tựa hồ đốt lên như vậy một tia gợn sóng. Hít vào một hơi thật dài, buồn vô cớ cảm thán nói, không hổ là thiên mệnh chi tử à, lúc này mới một hồi liền tu luyện ra khí cảm rồi. Khó lường khó lường. Cũng không biết nàng tu luyện đến tụt cùng là cái nào bản công pháp. Tô Bắc chắp hai tay sau lưng, chân đạp tường vân, chậm ung dung hướng phía bất kiếm phong bay đi. Trên trời cao chỉ để lại một vòng hào quang trói sáng. Bất kiếm phong, thảo đường. Tiêu nhược tình hít vào một hơi thật dài. Sau đó bình phục một chút trong lòng hận không thể một đao đem tô bác đầu chặt đi xuống phiêu dương qua biển tâm tình. Đôi mắt đẹp nhạt, nhạt nhạt nhìn qua trước mắt bản này bao hết tương kiếm điển. Mình cũng coi là chân chính bước ra tu hành bước thứ nhất. Kiếm điển, kiếm điển. Một thế này ta nhất định phải đem quyền công pháp này hoàn toàn hiểu rõ sau đó nhẹ nhàng địa vươn người một cái, mở rộng một chút uyển chuyển thân thể. Thon dài trên chân ngọc bọc lấy chỉ đen mang theo một loại dị dạng dụ hoặc, chỉ là thần sắc nhìn lại là hơi có chút ảm đạm. Nàng dựa nghiêng ở trên ghế xích đu, con ngươi phức tạp nhìn qua trên mặt đất linh linh toái toái trang giấy. Nhìn xem những cái kia đã bị mình xé nát vô cùng chói mắt từ ngữ. Như là cái gì? Từ bỏ đi, hai tử, tu tiên con đường này không thích hợp ngươi. Nhảy núi liền có thể nhặt được công pháp, mộ tổ tiên nhà ngươi lấy sao? Lại là nhìn xem những cái kia phía trước mình thấy say xưa ngon lành câu. Cái gọi là khí vận tu luyện pháp, tên gọi tắt chi vì nhảy núi bất tử tất có hậu phúc. Cái gọi là nhân vật chính lúc có một loại lăng vân khắp thiên hạ, hiệp ca nghĩa đảm trí khí. Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt hiện. Sau một khắc tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hô hấp có chút nặng nề, từ trên ghế xích đu xuống tới, cứ như vậy tỉ mỉ địa ngắm nghía những cái kia mảnh giấy vụn. Sau đó run rẩy vươn tay, đem những lời kia một lần nữa sắp xếp một chút, nhảy núi liền có thể nhặt được công pháp. Tên gọi tắt chi vì nhảy núi bất tử tất có hậu phúc. Cái gọi là khí vận tu luyện pháp, mộ tổ lấy. Cái gọi là nhân vật chính lúc có một loại lăng vân khắp thiên hạ, hiệp ca nghĩa đảm trí khí. Tiêu nhược tình con ngươi trợn tròn lên, lông mi thật dài chớp chớp, nhẹ nhàng đứng dậy, ngắm nhìn bất kiếm phong cách đó không xa. Nếu là một đời trước ký ức không có sai, nơi đó hẳn là bất kiếm phong lịch đại phong chủ mộ tổ hô hấp có chút gấp rút, có chút nặng nề. Sau đó một vòng đại thù đương báo cười lạnh trong nháy mắt hiện lên ở tiêu nhược tình khóe miệng chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, một cái hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch liền hiện lên ở tiêu nhược tình trong lòng. Trước đó đã xác định qua, mình bây giờ vô luận làm chuyện gì, tô bác cũng sẽ không động mình. Như vậy nói cách khác cho dù là mình đem trời lật, hắn vì mình tiên thiên đạo thể, vì ẩn nhẫn, vậy cái này đều vô sự. Kiếm tông tất cả đỉnh núi mộ tổ có thể nói là kiếm tông lịch đại truyền thừa chi địa tuy nói chỉ là một cái bài trí mỗi khi gặp tuyển nhận đệ tử mới tất cả đỉnh núi đệ tử mới đều muốn đi mộ tổ tế bái mộ tổ tại kiếm tông địa vị không thể bảo là không trọng yếu kia nếu như là bất kiếm phong mộ tổ lấy đây y theo kiếm tông chấp pháp đường quy tắc kia tô bắc sợ là phải bị trùng điệp xử phạt rất có thể sẽ bị nhốt vào diện bích sườn núi ngây ngốc dòng dã mấy chục năm tiếp tục như vậy tô bắc cũng không có tư cách đi chủ trì kiếm tông chư tân đại hội mà bất kiếm phong không có mộ tổ liền không khả năng sẽ có đệ tử mới, Mạc ly sư muội cũng liền không có khả năng bái tại bất kiếm phong, mình cũng liền có thể tại cái này trong vòng mấy chục năm, không ai quấy rầy, tận khả năng đột phá. đây quả thực là một công ba việc à? tiêu nhược tình nhìn xem trước mặt mình quyển kia vỡ vụn thành giấy cận bã nhân vật chính nhất định phải tu luyện công pháp ngòn ngọt cười đôi mắt đẹp doanh doanh tự lẩm bẩm sư tôn à sư tôn đồ như thế nhưng là hoàn toàn dựa theo ngươi bản này tu luyện công pháp tu luyện đây này vì tu luyện ra khí vận, trước điểm cái mộ tổ đi. Đồ nhi ra cừu chưa báo, tu luyện vội vàng, hoàn toàn dựa theo ngươi cho công pháp tu luyện một điểm mau bệnh đều không có nha. Mà lại công pháp này đều nói, lại bởi vì một chút không thể miêu tả ngoại lực nhân tố dẫn đến nó tổn hại. Đồ nhi đau lòng, đưa nó một lần nữa dính bên trên. Không sai à? Trình tự sai rồi. Cái gì trình tự? Mình nhìn chính là cái này trình tự. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 30. đông tuyết đem bất kiếm phong bốn phía nhuộm yên tĩnh thanh u lọt vào trong tầm mắt đều là xương tuyết xanh biếc nếu là cẩn thận nhìn có thể nhìn thấy một cái thân mặc ánh trăng trường sam nữ tử dưới thân một vòng làm người khác chú ý địa màu đen nhạt tại đất tuyết bên trong giống dòi đồng dạng cọ lung tung gió nhẹ thổi tới thảo đường bốn phía cây cối bên trong chỗ thả huân hương đập vào mặt tiêu nhược tình nửa nằm dạp trên mặt đất tỉ mỉ địa dán lại trên mặt đất tản mát trang giấy cũng không biết qua bao lâu nàng nâng lên tố thủ nhẹ nhàng địa lau lau rồi một chút trên trán tinh tế tỉ mỉ mồ hôi sau đó chậm rãi vịn bên người ghế đu đứng lên trong tay cầm quyển kia hoàn toàn mới bị một lần nữa dán lại tốt nhân vật chính nhất định phải tu luyện công pháp một mặt dương dương đắc ý chi sắc cũng không để ý bởi vì thời gian dài nửa quỷ nổi lên nhẹ nhẹ màu xanh có chút tê dại hai đầu gối khóe miệng cười toe toét một cái duyên dáng đường cong sư tôn à sư tôn cái này sợ là cùng ngươi nhìn thấy một lần cuối ngươi cũng nhanh muốn đi diện bích sườn núi diện bích hối lỗi đồ nhi thật là hảo tâm thương ngươi nha tiêu nhược tình cố nén sắp không kềm được tiếu dung nhu hòa vút ve trong tay quyển kia dán lại tốt công pháp ngươi thật đúng là ta đại bảo bối à tới thật kịp thời cũng tại không biết biên soạn quyển sách này nhân tài ở nơi nào rất muốn gặp một lần nàng à hừ hừ ha tiêu nhược tình di chuyển lấy nhẹ nhàng địa bước nhỏ vòng eo bãi động hướng phía phương hướng dưới chân núi đi đến tại trắng noãn trong tuyết lưu lại như một làn khói dấu chân bởi vì bất kiếm phong mộ tổ tại bất kiếm phong chỗ giữa sườn núi ở giữa có một nơi là lên núi xuống núi phải qua đường tiêu nhược tình tâm tình thật tốt một bên cầm quyển kia dính tốt công pháp một bên khẽ hát sư tôn liền muốn lạnh sư tôn liền muốn không có sư tôn liền muốn ngay sau đó lại gặp phải đối diện đi tới tô bắc không khí rất yên tĩnh tràn ngập sư từ đầu hiếu mỹ diệu không khí tiêu nhược tình nhìn qua trước mặt đột nhiên xuất hiện tô bắc trong lòng tràn đầy vẻ bối rối mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra gió thổi qua bọc lấy chỉ đen đùi lạnh sưu sưu khẩn trương tay nhỏ không chỗ sắp đặt suy nghĩ một chút liền vô ý thức địa bưng kín hiện thanh hai đầu gối sư tôn sẽ không đều nghe được à tô bác trên đường đi đều đang suy tư lần này kiếm tông chiêu tân đại hội tài chính hẳn là từ nơi nào làm đây là một cái đầu đau vấn đề thật chẳng lẽ muốn đem mình nuôi dưỡng ở bất kiếm phong mộ tổ chức chuồng heo kia hơn 100 đầu heo bán đi sao đây chính là mình tân tân khổ khổ nuôi hơn 50 năm tiên heo à, đều có tình cảm. Mỗi ngày tắm rửa tại bất kiếm phong tiền bối linh hồn phía dưới, cảm thụ được đại đạo châm ngôn, lắng nghe thanh âm. Cứ như vậy bán đi, bọn hắn heo sinh không khỏi sống cũng quá không đáng. Son xít chi sắc bò đầy tô bắc gương mặt, vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua bên cạnh hắn, đều có thể cảm thụ được kia một loại không cách nào ngôn ngữ địa vẻ u sầu. Sau đó, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, Tựa hồ còn hừ phát cái gì mình mới vừa rồi không có nghe qua ca. Tô Bác vô ý thức ngẩng đầu, chính là nhìn thấy đang muốn xuống núi Tiêu Nhược Tình. Tấm kia tuyết trắng tinh xảo trên gương mặt, không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt. Mà nàng yếu đuối không xương địa tuyết nộn bàn tay cứ như vậy che lại hai đầu gối của mình, con ngươi chừng đến tròn căng nhìn xem chính mình. Thật dài địa lông mi nháy, nhìn xem ánh mắt của mình né tránh, tựa hồ làm cái gì có lỗi với mình sự tình. Tô Bác biểu lộ có chút cổ quái nhìn xem kia có chút hiện thanh đầu gối động tác này bất quá mình tên đồ đệ này cổ quái sự tình nhưng có nhiều lắm bất kỳ cái gì sự tình xảy ra ở trên người nàng đều không kỳ quái thiên tài nên tùy ý chính bọn hắn tu luyện sao mình cái này làm sư tôn cũng không thể xen vào việc của người khác sau đó ôn nhu hướng phía tiêu nhược tình cười cười nhìn xem tiêu nhược tình trong tay đến quyển kia một lần nữa dính tốt công pháp con ngươi như có điều suy nghĩ bất quá cũng không nghĩ nhiều như vậy tùy ý địa mở miệng nói đồ nhi đây là muốn làm gì đi Tiêu Nhược Tình nhẹ nhàng điện nuốt nước miếng một cái, nhìn qua trước mặt mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt chi sắc Tô Bắc. Hắn tựa hồ là có tâm sự gì, mình lúc này giờ phút này nếu là làm ra để tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu sự tình, kia có phải hay không bị hắn hóa thân thành ác lang đè xuống đất tùy ý địa vò tròn bóp nghiến. Trên ghế, trên bàn, trên mặt đất. Tiêu Nhược Tình không khỏi dùng mình một cái, liền tranh thủ những này không hiểu thấu ý nghĩ vung đặt sau đầu. Sau đó chính là nghe được Tô Bắc hỏi mình muốn làm gì đi làm gì đi xong kế hoạch của mình còn không có áp dụng liền đã chém ngang lưng ghê tởm hắn vì cái gì sớm không tiến vào muộn không tiến vào không phải hiện tại tiến đến không biết mình lập tức liền muốn đi vào trạng thái sao nhưng phàm là người bình thường nghe được mình muốn đi đốt mộ tổ đều sẽ ngăn lại mình đồng thời đem mình mắng to một trận đi mà lại hắn đưa cho mình đến công pháp đều đã bị mình xé nát nhưng là đều đến nước này liều một lần lại như thế nào Tiêu Nhược Tình vai nhẹ nhàng run rẩy, thân sắc có chút bối rối, một vòng đỏ ửng bò đầy khuôn mặt, sau đó có chút chột dạ nhỏ giọng nói, "Đồ Nhi, Đồ Nhi dựa theo công pháp nói ở trên, đi, đi đốt mộ tổ." Thanh âm bất lực vừa bất đắc dĩ. Mình là thật sẽ không nói láo à? Nàng đã có thể cảm thụ được Tô Bắc kia tràn ngập ánh mắt chất vấn. Chưa xuất sư đã chết. Vành mắt không khỏi phiếm hồng, con ngươi xinh đẹp không chịu được địa nhấp nhô nước mắt. Xong, xong làm thế nào mới có thể lưu lấy lòng son chiếu kiếm phong? Kỳ thật Tô Bắc hỏi cái này câu nói hoàn toàn là vô ý thức hỏi, mình căn bản cũng không có định nghe tiêu nhược tình trả lời. Dù sao mới đi đến bất kiếm phong, nàng có thể làm gì? Có cái gì tốt làm? Trong đầu của mình tiếp tục suy tư mình nghĩ trăm phương ngàn kế gom góp tiền bạc vĩ đại cầu tứ. Ai? Heo cái đồ chơi này vẫn là đền bán. Bán đi, bán sạch sẽ một chút. Không phải lưu lại một đầu hai đầu heo, không khỏi sẽ câu lên mình hồi ức. Tại Tiêu Nhược Tình tiếng nói vừa dứt về sau, chính là nhẹ gật đầu tùy ý mở miệng nói, "Ừm, đốt đi, đốt sạch sẽ một chút." Sau đó chính là cúi đầu tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng đi tới. Trong đầu một cái nhanh chóng thu hoạch được đại lượng tiền bạc phương pháp đã nhanh nhanh trong đầu thành hình. Tiêu Nhược Tình đầy mắt địa kinh ngạc, cứ như vậy nhìn qua Tô Bác đã biến mất ở phía xa thân ảnh. Tiêu Nhược Tình đẹp mắt mi nhi ngưng tụ thành một đống, ngực túi, miệng nhỏ hơi há ra, không biết muốn nói cái gì. "Đốt à?" còn để đốt sạch sẽ một chút. Chẳng lẽ sư tôn cùng mộ tổ có thù. Nhưng mà nháy mắt sau đó, nhảy cẫng chi sắc chính là trong nháy mắt bò lên trên tiêu nhược tình đuôi lông mày. A à ha! Sư tôn à! Mặc dù đồ nhi không biết trong lòng ngươi bán đến tuột cùng là thuốc gì. Nhưng là đây chính là ngươi nói. Là ngươi để đồ nhi đi đốt, còn để đốt sạch sẽ một chút. Ngay sau đó chính là hít vào một hơi thật dài, di chuyển lấy cực nhanh chân nhỏ, chính là hướng phía cách đó không xa bất kiếm phong mộ tổ chạy tới bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 31, thảo đường hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Tô Bắc nằm tại trên ghế xích đu buồn vô cớ thở dài, nhẹ nhàng loạn trọn cái ghế, con ngươi uể oải nhìn phía xa bị tuyết bao trùm núi xanh, trời xanh bên trên phiêu miểu mây trắng. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Sinh hoạt là như thế bình thản. Tiền bạc sự tình Tô Bắc đã nghĩ kỹ. Chỉ cần đem trong chuồng heo tiên heo tất cả đều bán cho các lớn cổ quốc, Mỗi một đầu tiên heo bán hắn cái mấy vạn lượng không quá phận à. Dù sao cái này heo sống số tuổi so người bình thường ra ra hắn đều lớn. Như là loại này heo cũng chính là còn sống có thể đáng ít tiền, nếu như biến thành thịt chín, đoán chừng cũng liền bán không lên giá cả bao nhiêu. Dù sao mọi người mua sắm tiên heo không đều là đồ một cái hiếm lạ. Quen thịt heo ai chưa ăn qua, ai chưa thấy qua. Sau đó tô bác từ trong túi mình móc ra hệ thống ban thưởng cho mình vận mệnh xúc sắc. Đây chính là một cái nhìn qua rất phổ thông xúc sắc, Tô Bắc cũng không biết nó đến cùng có làm được cái gì, nói nhỏ. Cái đồ chơi này là thế nào phát động đây này? Chỉ nghe danh tự đoán chừng chính là một cái cùng vận khí có liên quan đạo cụ. Tuy nói Tô Bắc có cái kia cái gọi là thiên mệnh chi tử danh hiệu, nhưng là khí vận thứ này nhìn không thấy sờ không tới, ai dám đem vận mệnh giao cho tồn túy vận khí. Tô Bắc nhếch miệng đem vận mệnh xúc sắc nạp lại tiến vào trong nhẫn chứa đồ, tự nhủ vừa rồi đồ nhi trong tay cầm quyển kia nát nát công pháp hẳn là quyển kia nhân vật chính nhất định phải tu luyện công pháp quả nhiên ta liền biết quyển kia công pháp tuyệt đối không tầm thường mới như thế một hồi liền để tiêu nhược tình ngộ ra được khí cảm nghĩ tới đây tô bác híp híp con ngươi buồn bã nói không nghĩ tới quyển sách kia nói có khả năng lại bởi vì một chút không thể miêu tả ngoại lực nguyên nhân tổn hại lại là thật cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì tổn hại lại nói vừa rồi món đồ kia nói cái gì tới Nàng muốn đi làm gì? Tô bác nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng lại vừa rồi đối thoại. Nước mắt chưa khô thiếu nữ, câu tia tất chân, hiện thanh đầu gối, khẽ cắn môi đỏ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu lộ. Sau đó nói một câu gì? Tô bác nhìn qua xanh thảm thương khung, nhìn qua kia vọt toa ngỗng trời, nhìn qua kia đóa đóa trắng noãn mây trắng, nhìn qua kia cách đó không xa từng tia từng tia khói xanh lượn lờ. Gió nhẹ quét, ánh nắng chiếu rọi, hết thảy đều là uể oải một mảnh tường hòa bất kiếm phong cái này xanh thảm bầu trời từ từ trở nên u ám phảng phất là bích ngọc bị lửa hun sấy hà hun sấy đợi lát nữa cái này bại ra đồ chơi giống như nói cái gì đốt mộ tổ ta phải cái mẹ ruột ải. một cái lý ngư đã đĩnh từ trên ghế xích đu đứng dậy mồ hôi lạnh trong nháy mắt bắt đầu từ tô bác phía sau lưng bên trong bừng lên tô bác hít vào một hơi thật dài nhìn qua cách đó không xa kia càng ngày càng tràn đầy thế lửa nhìn qua cái hướng kia đó chính là bất kiếm phong mộ tổ phương hướng lửa cháy hừng hực liệt diễm thiếu đốt tựa hồ như nói trong lòng mình bất khuất chiến sao chiến à lấy hèn mọn nhất mộng gây nên kia trong đêm tối nghẹn ngào cùng gầm thét tô bắc hít vào một ngụm khí lạnh mặt mũi tràn đầy bối rối chi sắc sau một khắc thanh âm hoảng sợ bắt đầu từ thảo đường bên kia truyền tới ta heo ta heo à đừng đem lão tử heo cháy hỏng sau đó tô bác thân ảnh trong nháy mắt chính là biến mất ngay tại chỗ. Mộ tổ. Tiêu nhược tình nện bước nhẹ nhàng bộ pháp nhìn qua hết thảy trước mặt. Nho nhỏ chuồng heo theo nước xây lên, ngói xanh lầu gỗ khói chiếu sương mù sắc bên trong. Từ đường trước trồng lấy ba lượng đào lý, nhánh cán cứng cáp như cổ, chưa từng tu bổ đều làm nguyên thái. Tước nhi đi tới đi lui đầu cành, tiếng gáy giòn non. Hít vào một hơi thật dài, sau đó cứ như vậy nhìn qua trước mắt tốt một bộ, thanh thanh khách xá đông tuyết hậu. Thanh tâm, sảng khoái. Bên cạnh một đầu một đầu uể oải tiên heo thấy có người tới, lên tiếng kinh ngạc bụng kêu lên vài tiếng, liền lại là nằm ở trong chuồng heo. Sau đó tiêu nhược tình hướng phía kia mộ tổ chức bia đá chỗ bái một cái, đốt lên một mùi lửa chính là ném tới. Nhìn qua kia từng chút từng chút lấy lấy châm chút lửa mầm, lại nhìn một chút một mặt tò mò nhìn đây hết thảy tiên heo, một vòng yêu nhã đường cong hiện lên ở khóe miệng. Tổ tông, như tinh cho người bái niên. Đốt đi, đốt sạch sẽ một chút. Hắc hắc, Kiếm tông, Tẩy kiếm chỉ. Một đám kiếm tông đệ tử ở chỗ này tôi luyện lấy trong tay mình bội kiếm. Dù sao đối với kiếm tu tới nói, tập trung lại ý chí, có thể đánh xuyên ngoan thạch. Kiếm trong tay chính là hết thảy. Mà một thanh kiếm tốt xấu cũng rất lớn trình độ bên trên quyết định kiếm tu hạn mức cao nhất. Kiếm tông ngàn năm trước bị mất cái kia thanh thanh bình kiếm về sau, trưởng môn thượng quan vấn đạo chính là dứt khoát quyết nhiên xuất kiếm tông đi tìm cái kia thanh tuyệt thế bảo kiếm dù sao không có thanh bình kiếm kiếm tông lại khó đứng 21 châu tri đỉnh. Mặt trời đỏ lộ ra một góc, vẩy xuống lấy vạn trượng quang huy. Loang thoáng có thể nghe được kiếm tông đệ tử đối thoại thanh âm. Sư huynh, ngươi nói chúng ta kiếm tông lúc nào mới có thể trở thành 985 thứ nhất à? Ai? Đừng nói đệ nhất, ta hiện tại liền phù hộ qua một thời gian ngắn 21 châu thi đấu. Kiếm tông đừng rơi ra 985 hàng ngũ đó là được rồi. Tu tiên tu lấy tu, 985 biến hai bản. Nếu là trưởng môn vẫn ở đây, ta kiếm tông làm sao có thể là hiện tại cái dạng này. Ghê tởm. Tiểu chính thái đệ tử một mặt phẫn ốt nhìn qua cái bóng trong nước, đem trong tay kiếm hung hăng đánh xuống. Bên cạnh người cao đệ tử thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, trưởng môn đi tìm thanh bình kiếm đi, chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Đúng vậy à, không có thanh bình kiếm kiếm tông thì tương đương với thiếu một đem chấn nhiếp thế nhân sát khí. Cũng không biết trưởng môn lúc nào có thể tìm được cái kia thanh thanh bình kiếm ngươi nói lần này chiêu sinh ta kiếm tông sẽ còn hạng chót sao lần này thế nhưng là ngũ trưởng lão phụ trách chiêu sinh à ta cảm giác treo đoán chừng còn phải hạng chót ngũ trưởng lão dù sao không phải toàn năng thần tuy nói hắn rất có khát vọng rất có hùng tâm tráng trí ta mỗi lần nhìn thấy ngũ trưởng lão đều có thể nhìn thấy hắn tại khắc khổ tu luyện đúng vậy à nhưng là có tư cách khiêng nổi tương lai kiếm tông đại kỳ cũng chỉ có ngũ trưởng lão ai cũng không biết ngũ trưởng lão đang luyện cái gì tiên đan chẳng lẽ ngũ trưởng lão luyện đan kỹ thuật đã vượt qua tam trưởng lão mặc hành giản tên kia người đệ tử cao một mặt nghi ngờ nhìn về phía đột nhiên lấy không giải thích được chính thái đệ tử luyện đan cái gì luyện đan mình chưa hề đều chưa nghe nói qua ngũ trưởng lão biết luyện đan à tựa hồ là nhìn ra người đệ tử cao nghi vấn chính thái hướng phía nơi xa bất kiếm phong phương hướng chép miệng nói ra ngươi nhìn bên kia đều bốc khói tuyệt đối là ngũ trưởng lão tại luyện đan đi người đệ tử cao thuận chính thái ánh mắt Nhìn qua xa xa kia không ngừng dâng lên lượn lờ khói xanh, như nặng nề mây đen trực trùng vân tiêu. Bao phủ toàn bộ bất kiếm phong, yên tĩnh bên trong lộ ra quỷ dị. Đây hết thảy đều rất phù hợp ngũ trưởng lão phong cách. Không khỏi là bừng tỉnh đại ngộ nói, "A, à, nguyên lai ngũ trưởng lão vậy mà cũng sẽ luyện đan à?" Chính thái đệ tử rất tán thành gật gật đầu nói, "Đúng vậy a, à, ngũ trưởng lão vĩnh viễn thần, liền không có hắn sẽ không làm, cũng không biết đan dược gì có thể có loại này kinh khủng hiệu quả." hai người có một câu không có một câu đáp lời. Đột nhiên, nơi xa một cái đầu đầy mồ hôi kiếm tông đệ tử vội vàng hướng phía bên này chạy đi qua. Một bên chạy, trong miệng một bên hô to, không xong, không xong. Ngũ trưởng lão, không, bất kiếm phong mộ tổ lấy. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 32, vào đông dư quang, nhiễm tận chu mây. Bất kiếm phong bên trên giống như hỏa vân tiên tử đến, chiếu cố nhân gian mãnh liệt liệt diễm tựa hồ là lây dính bất kiếm phong lịch đại phong chủ oán khí hóa làm một đầu hỏa long điên cuồng địa thiêu đốt lấy mộ tổ lồng lộng bia đá trong tấm bia đá phảng phất loáng thoáng còn kèm theo lịch đại phong chủ cái gì yêu mỹ quốc túy bùng bùng ngọn lửa tức giận cũng không có buông tha hết thảy chung quanh đem cái kia trang trí xa hoa chuồng heo cùng chung quanh đào lý cây cối trong nháy mắt ăn mòn tại bùng bùng hỏa diễm âm thanh bên trong mấy trăm con tiên heo hoảng sợ bốn phía xuyên loạn làm sao chuồng heo thật sự là bị tô bác tu quá bền chắc từng cái ngày thường sống an nhàn sung sướng địa tiên heo đưa thân vào trong biển lửa chỉ cảm thấy lên trời không đường xuống đất không cửa trong không khí tràn ngập trận trận heo nướng thịt hương khí rốt cục tại một con lợn lên tiếng kinh ngạc bụng đụng bay cuối cùng một đạo hàng rào như bay hướng phía bất kiếm phong dưới núi lao nhanh mà đi sau chỉ một thoáng kiếm tông chính là có thể thấy một đoàn toàn thân cháy đen trên thân tràn ngập trận trận mùi thịt tiên heo chu lên giống một đống đun sôi thịt heo đồng dạng tại kiếm tông nhưng cái nào đụng phải. Kiếm tông đệ tử từng cái trợn to trong mắt nhìn qua hôm nay phát sinh quỷ dị một màn. Heo từ trên trời hạ xuống. Cái này, đây có phải hay không là ngũ trưởng lão nuôi heo? Bất kiếm phong xảy ra chuyện gì? Ngũ trưởng lão tại luyện đan, đem trùng heo nổ. Sau đó chính là có thể nghe được xa xa lo lắng tiếng hô hoán, một cái chuyển một cái, không xong. Bất kiếm phong mộ tổ lấy. Không xong ngũ trưởng lão mộ tổ lấy không xong ngũ trưởng lão phân heo lấy quá tốt rồi ngũ trưởng lão heo đem mộ phần điểm quá tốt rồi nhanh đi tham gia náo nhiệt à thanh thế chi lớn trong nháy mắt chính là kinh động đến kiếm tông một đám trưởng lão từng cái đều là hướng phía tô bắc bất kiếm phong ngắm nhìn sau đó đều là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đại trưởng lão viện lạc u tĩnh dị thường liền ngay cả trong không khí gió nhẹ tựa hồ cũng có thể nghe thấy văn nhân bình tâm tay chi mép bàn chống đỡ má phấn, ngắm nhìn hết thảy. Ừm, kiếm tông một mảnh yêu nhã nhã nhận cảnh tượng. Dù sao nghe gió, nhìn khói, nhìn heo, vốn là một kiện cực kỳ lịch sự to nhã sự tình. Ban đầu còn không biết nguyên cớ, nhưng mà đột nhiên văn nhân bình tâm phát hiện. Cái kia lửa cháy bốc khói vị trí, không phải bất kiếm phong mộ tổ sao. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh chính là trải rộng văn nhân bình tâm địa toàn thân, cả kinh nàng thân thể mềm mại run lên, nhịn không được vỗ nhẹ mình lồng lộng rõ ràng đoàn mà an ủi ta phải cái tiểu tổ tông ai để ngươi chủ tiền không từ thủ đoạn không có để ngươi đốt mộ tổ à? Bát Ngọc không chịu được nhẹ nhàng địa lắc lư tạo nên lóa mắt gợn sóng trên dưới phập phồng như muốn nứt vỡ xa mỏng. Sau đó tùy tiện từ bên cạnh cầm lấy một kiện trường sam khoác lên người chính là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mộ tổ đã bị đốt đỏ bừng bia đá bên cạnh. Đợi tô bác lúc chạy đến hiện trường sớm đã là một mảnh bừa bộn chi sắc tô bắc một mặt đau lòng nhìn qua trên mặt đất vậy được xếp thành đống quen thịt heo trong không khí tràn ngập tùy ý lấy thịt nướng mùi thơm ta heo tiền của ta tiền của ta một loại đầu váng mắt hoa cảm giác trong nháy mắt cấp trên tô bắc chỉ cảm thấy khóe mắt của mình làm một chút đau lòng nhức óc địa nhặt lên trên mặt đất còn tại tư tư bốc lên dầu thịt heo đặt ở trong miệng nếu là có điểm cây thì là chắc hẳn hương vị càng sông cái này bại ra đầu chơi là heo nướng vẫn là đốt mộ phần à Tô bác một mặt khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy toàn thân ủy khuất không có chỗ phóng thích. Sau đó quay đầu chính là nhìn thấy đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, trong tay cầm quyển kia nhân vật chính nhất định phải tu luyện công pháp, vành mắt dần dần có chút phiếm hồng tiêu nhược tình. Lập tức một vòng nghi vấn nổi lên trong lòng, mộ tổ đốt đi liền đốt đi, nàng không có việc gì heo nướng làm gì. Điên rồi. Cái này bại ra đồ chơi, cùng mình không có cái gì cừu hận đi. Tô bác cao mày, cưỡng ép đem tiên heo ném sau ót, tỉ mỉ địa hồi tưởng đến mình thu tiêu nhược tình làm đồ đệ về sau phát sinh đủ loại mình giống như cũng không có đắc tội nàng à cái đồ chơi này như thế hố sư phó tiêu nhược tình ngẩng đầu nhìn về phía tô bác một mặt cực kỳ bi thương bộ dáng trong lòng không khỏi một trận sảng khoái cái này một đợt không chỉ là hủy tương lai của hắn còn hủy hắn nuôi heo có thể nói là nhất tiễn song điêu nhìn thấy tô bác nhìn về phía mình kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc tiêu nhược tình dùng sức địa chớp chớp con ngươi ngạnh sinh sinh địa gạt ra hai giọt nước mắt cá sấu. Nện bước bước nhỏ ủy khuất địa đi hướng Tô Bắc, tấm kia mặt nhỏ tràn đầy trắng bệch chi sắc, hướng phía Tô Bắc quỳ xuống, trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng nói: "Sư, sư tôn, đồ nhi phạm vào sai lầm lớn." Kia một bộ bởi vì hỏa tinh bắn ra có chút tổn hại kiếm tông đệ tử Trường Sam dưới, có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy bởi vì nhiệt độ quá cao, đã sớm liền đến lam lũ không chịu nổi vớ cao màu đen hạ trắng nõn địa ra thịt màu mực búi tóc sán thành mây trôi, cái má bên cạnh rủ xuống nhu nhu sợi tóc, ánh lửa chiếu rọi phía dưới. Càng đem tiêu nhược tình cái kia vốn là như ngọc như tuyết da thịt nổi bật lên trắng nõn thủy nộn vô cùng. Ủy khuất con ngươi bốn phía hiện đầy nước mắt. Tô bác Hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn xem quỳ trên mặt đất nữ đồ đệ. Nàng đây là tại khiêu khích quyền uy của mình. Sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Vi sư cần một lời giải thích, đem mình làm oan đại đầu." A à, một mồi lửa bị mất hoàng kim trăm vạn lượng tiêu nhược tình cưỡng chế trong lòng nhảy cẫng vội vã cuống cuồng mà đưa tay bên trong quyển kia tàn phá công pháp đưa tới nhẹ nhàng nói đồ nhi đồ nhi dựa theo công pháp phía trên tu luyện phía trên nói muốn luyện thành khí vận mộ tổ nhất định phải tiêu nhược tình biết mình cái này vụng về hoang ngôn là tuyệt đối không gạt được tô bắc dù sao tô bắc lòng dạ đến tụ cùng sâu bao nhiêu sợ là không ai có thể biết nhưng vẫn là nguyên nhân kia mình bây giờ có chỗ ỉ vào thân thể của mình chính là chỗ dựa lớn nhất. Hán thôn thiên ma công một ngày không có tu luyện thành công, một ngày liền sẽ không chân chính đối với mình lộ ra răng nanh. Nhưng là đây hết thảy đều nói không chính xác. Chấp pháp đường người làm sao còn chưa tới. Trưởng lão đoàn làm sao còn chưa tới. Lại không đến vạn nhất hắn trực tiếp đem mình giải quyết tại chỗ làm sao bây giờ. Tô bác sắp ngưng tụ thành bánh quai trèo lông mày khi nhìn đến tiêu nhược tình đưa tới công pháp về sau, trong nháy mắt chính là giãn ra. a quyển sách này đã nói à? đó không thành vấn đề. Tiêu nhược tình thế nhưng là khí vận chi tử, đốt mộ tổ tuyệt đối là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Đáng tiếc, cái này đại giới chính là mình cái này mấy trăm con tiên heo. Nhưng là vấn đề này tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua. Mình nhất định phải xuất ra sư tôn đặc hữu uy nghiêm, gia phong nhất định phải chính, dạng này đồ đệ mới có thể tôn sư trọng đạo. Ngay tại Tô Bắc do dự làm sao xử phạt cái này tiêu nhược tình thời điểm, đột nhiên mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt chính là xuất hiện ở xung quanh mình. Một đám kiếm tông trưởng lão trước tiên chính là chạy tới hiện trường, sau đó một mặt khiếp sợ nhìn qua hết thảy trước mặt. Nhìn qua quỳ trên mặt đất quần áo tả tơi tiêu nhược tình, nhìn qua chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu ưỡn ngực tô bắc, nhìn qua vẫn như cũ là lấy lấy lửa cháy hừng hực mộ tổ bia đá. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 33, văn nhân bình tâm một mặt cổ quái nhìn xem trước mặt một màn này, lông mi nhíu lại. Tràng cảnh này thấy thế nào làm sao quái dị. Đặc biệt là từ góc độ này nhìn sang, quần áo tả tơi nữ đệ tử nước mắt giàn dụ ngấn con ngươi danh danh lóe ra ủy khuất nước mắt nửa quy trước mặt tô bắc hai tay tựa hồ còn tại kéo lấy thứ gì một đám kiếm tông trưởng lão nhìn xem kia thiêu đến đỏ bừng bia đá từng cái sân xem líu lưỡi đối tô bắc trợn mắt nhìn nhất là tịch thanh y càng là sắc mặt nghiêm túc ngày bình thường nhìn tô bắc biếng nhác bộ dáng liền cực kỳ không vừa mắt nhất là đại sư tỷ vậy mà đem kiếm tông chiêu tân như thế làm dạng dỡ tổ tông sự tình giao cho hắn mình không phục như thế một cái cực kỳ không chịu trách nhiệm biếng nhác địa người làm sao có tư cách đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vụ cho đến ngày nay cuối cùng là tìm tới một cơ hội hung hăng xử phạt hắn dừng lại trong mắt của hắn híp sau đó đối tô bắc chính là một tiếng quát lớn hư tô bắc ngươi biết hay không vương pháp ngươi nghề này chính là khi sư diệt tổ sự tình quả thực là đem lịch đại bất kiếm phong phong chủ mặt mũi mất hết ngươi ngươi không biết lễ phép ngày bình thường tu hành tàn mạn còn chưa tính cho đến ngày nay còn chọc như thế tai họa. Dựa theo tông môn xử phạt, diễn bích nhai ngây ngốc cái 50 năm tuyệt đối là không thiếu được. Tịch Thanh Y lời nói xong, Tô Bác xoay người, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía trước mặt một đám kiếm tông trưởng lão. Không có bao nhiêu một hồi, kiếm tông cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử cũng là lục tục chạy tới, đều là một mặt khiếp sợ nhìn qua trước mắt một màn này. Nhìn xem khắp nơi trên đất quen thịt heo, nhịn không được cười ra tiếng. Một bên nhặt trên đất thịt, bẹp lấy miệng, một bên không quên nghị luận. Bẹp bẹp, xong. Ngũ trưởng lão ba so à. Bẹp bẹp, ngươi nói ngũ trưởng lão không có việc gì chút gì mộ tổ chơi đâu. Ngươi nhìn nhị trưởng lão, tựa như là tức giận. Bẹp bẹp, kia ngũ trưởng lão sẽ không bởi vậy chủ trì không được kiếm tông chiêu tân đại hội đi. Không chừng à. Ai? Ta cảm thấy không nhất định là ngũ trưởng lão đốt. Bẹp bẹp, ta cảm giác là cái kia quỳ xuống đất nữ nhân. Nhưng là tại bất kiếm phong lấy, ngũ trưởng lão là khẳng định bày ra trách nhiệm. Ngươi đừng đoạt. Văn nhân bình tâm có chút nhức đầu. Tịch thanh y nói xác thực không sai. Dựa theo kiếm tông quy củ tới nói, tô bắc cái này phạm vào thuộc về là cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Dù sao mộ tổ có thể nói là mỗi một ngọn núi tế bái lịch đại tổ tông chi địa. Nhưng một phương diện khác mình là thật không muốn để cho tô bắc nhận cho dù là nửa điểm xử phạt. Ngoại trừ mình mười phần yêu thích cái này ngũ sư đệ bên ngoài, càng là bởi vì lập tức kiếm tông chư tân đại hội đã đến. Nếu là tô bắc bị ném tới diện bích nhai diện bích hối lỗi đi, vậy còn có người nào có thể kiếm tiền để cái kia đầy trong đầu trực tràng tịch thanh y đi nói đùa cái gì mà lại mình cũng không thấy đến hắn sẽ không duyên vô cớ địa đi đốt đi cái này mộ tổ trừ phi là hắn muốn xây dựng thêm chuồng heo nghĩ đi nghĩ lại con ngươi chính là sâu kín chuyển hướng một mực quỳ trên mặt đất tiêu nhược tình trên thân sau đó con ngươi lập tức sáng lên sau đó chính là nhẹ gật đầu ghi vào lòng việc cấp bách chỉ có bỏ xe giữ tướng văn nhân bình tâm ho một tiếng đánh gãy líu lo không ngừng địa tịch thanh y sau đó chăm chú trên người trường sam tại một đám kiếm tông trưởng lão đệ tử nhìn chăm chú nhìn qua tiêu nhược tình âm thanh lạnh lùng nói ngươi gọi tiêu nhược tình quỳ một chân trên đất tiêu nhược tình giờ phút này khóe miệng chính lộ ra một vòng không muốn người biết dương dương đắc ý tiếu dung nghe tịch thanh y líu lo không ngừng địa khiển trách mình sư tôn chỉ cảm thấy tâm tình không có như thế thoải mái qua đột nhiên liền bị văn nhân bình tâm cả đời này quát lớn giật nảy mình sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía văn nhân bình tâm tấm kia mặt không thay đổi mặt. Trong lòng loáng thoáng có một tia cảm giác không ổn. Văn nhân bình tâm theo tiêu nhược tình ở kiếp trước đối nàng hiểu rõ, đây là một cái mười phần khó giải quyết nhân vật. Không đơn giản có đủ để dụ hoặc thiên hạ bất luận cái gì nam tử uyển chuyển dáng người, còn có lười biếng tài trí khí chất, hai điểm này vô luận điểm nào nhất đều là nữ nhân trí mạng sát chiều. Tâm tư tinh tế tỉ mỉ trình độ cho dù là không đuổi kịp tô bắc nhưng cũng không kém là bao nhiêu đồng thời đối với tô bác bảo vệ quả thực là xa xa vượt qua phổ thông sư tỷ đệ quan hệ nàng đột nhiên hỏi mình là có ý gì nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều tiêu nhược tình kiên trì hồi đáp là văn nhân bình tâm nhìn trước mắt cái này té quỵ dưới đất khuôn mặt ướt át tú mỹ tuyệt luân tiêu nhược tình không khỏi âm thầm chửi thề một tiếng trách không được tô bác sẽ thu nàng làm đồ đệ sau đó lắc đầu hít sâu một hơi gay gắt nói ngươi trả lời bản tôn cái này mộ tổ là ai đốt có phải hay không là ngươi đốt? Tiêu Nhược Tình hơi có một vẻ bối rối chi sắc, cắn đôi môi đỏ thắm. Cái này muốn làm sao trả lời? Nếu là lập tức liền trả lời là mình đốt, nữ nhân này sợ là trực tiếp liền muốn đem mình ngay tại chỗ xử phạt. Không được, phí hết tâm tư, thật vất vả có cơ hội đem tô bác đưa vào đi, làm sao có thể trực tiếp ngay ở chỗ này ngã xuống. Mình nhất định phải cắn chết, cái này mộ tổ chính là tô bác để cho mình đốt. Nhất định phải đem đây hết thảy toàn bộ đều phiết sạch sẽ. Đan Vô Lan thanh lãnh con ngươi nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt hết thảy, ba ngàn tóc trắng tại tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhẹ nhàng phiêu đãng, hai tay rất yêu nhã chồng lên nhau, thanh nhã thoát tục, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Kỳ thực ánh mắt đã sớm gắt gao khóa chặt tại quỳ trên mặt đất tiêu nhược tình trên thân, thần sắc vô cùng băng lãnh. Tay nhỏ siết thật chặt bội kiếm. Chính là cái này nữ nhân, chính là nàng, tuyệt đối là nàng. Con ngươi tỉ mỉ đánh giá thân thể của nàng đoạn, nhìn qua kia ôn nhu phía sau lưng, đường cong chập trùng, đặc biệt là bị kia lam lũ địa màu đen tơ lụa quần bao trùm đùi. A, à, cặp kia đầu gối đều đã hiện thành. Trong đầu trong nháy mắt nổi lên đủ loại tư thế, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, nhìn về phía Tiêu Nhược Tình trong con ngươi tràn đầy ghen ghét chi sắc. Dựa vào cái gì nàng có thể? Rõ ràng là mình tới trước. Sau đó hừ lạnh một tiếng, buồn bã nói, đốt mộ tổ, đại tội. Vô luận là ai, không thể tha thứ. Con ngươi băng lãnh đảo qua Tô Bắc cùng Tiêu Nhược Tình, Tô bác chỉ cảm thấy dưới thân thể ý thức khẽ run rẩy. Lạnh quá. Trung quanh đệ tử đều là hít sâu một hơi nhìn qua một màn này, nghị luận ẩm ý nói. Trời ạ! À, cửu trưởng lão đều lên tiếng. Ta cao lạnh nữ thần. Ngũ trưởng lão lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Ai? Ta cảm giác chính là cái kia nữ đệ tử đốt. Ngũ trưởng lão bạch bạch cõng một cái nổi. Làm sao tính được số trời à? Đan vô khuyết ở một bên gãi đầu một cái. Con ngươi có chút không hiểu nhìn về phía đan vô lan sư huynh trợ giúp qua mình, cho nên đan vô khuyết cảm thấy mình chuyện đương nhiên bảo hộ một chút tô bắc. Mà lại nàng cảm thấy mình muội muội có một chút hùng hổ dọa người, như thế bức bách tô bắc cũng không quá tốt. Dù sao đại sư tỷ còn không có hỏi xong nói đâu. Thế là, đan vô khuyết nhẹ nhàng địa kéo một chút đan vô lan cánh tay. Tại đan vô lan có chút không hiểu trong con ngươi, nhỏ giọng nói ra, muội muội không nên bức bách ngũ sư huynh. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 34. Đan vô khuyết nháy con ngươi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Đan vô Lan. Mình lời mới vừa nói có mau bệnh sao? Nàng không biết vì cái gì tại chính mình nói xong nói về sau, muội muội là mặt éo hiểu cái biểu tình này. Chẳng lẽ là bởi vì muội muội hết sức cửu thị ngũ sư huynh? Là nhất định là nguyên nhân này. Đan vô khuyết rất tán thành gật gật đầu. Trước đó còn tưởng rằng Đan vô Lan là đơn thuần bệnh thích sạch sẽ, mới không để cho mình mặc tô bắc quần áo. Hiện tại xem ra giữa hai người thành kiến rất sâu à? mình thân là tỷ tỷ nhất định không thể để cho đan vô lan loại suy nghĩ này nhất định phải đoàn kết tông môn không thể nội đấu một sợi ngốc lông không tự chủ được vểnh lên lên trong gió lung la lung lay đan vô lan hít sâu một hơi giữa lông mày lưu động lạnh ý con ngươi y nguyên mắt không chớp nhìn qua tiêu nhược tình tiêu nhược tình quỳ trên mặt đất thừa nhận vô số đạo nhìn thẳng ánh mắt của mình cứ việc trở lại một thế nhưng là đối mặt loại ánh mắt này vẫn như cũ là cảm giác được giống như núi áp lực mồ hôi lạnh không ngừng mà từ cái chán bên trong sông ra, hai chân khẽ run, một trái tim mà phanh phanh trực nhảy. Không biết là bởi vì quá khẩn trương vẫn là nguyên nhân gì, gò má ở giữa dâng lên nhà nhạt một tia hơi mỏng đỏ ửng. Mình địa hồi phục nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, không có lỗ thủng đem mình toàn bộ hái ra ngoài. Nồi vứt cho tô bắc. Chỉ cần trả lời có thể chiếm được cái khác chứ vị trưởng lão tán đồng là đủ rồi. Nhìn thấy tiêu nhược tình phản ứng như thế, văn nhân bình tâm con người hít trong lòng không khỏi dâng lên một vòng vẻ nghi hoặc tô bắc không phải nói đứa bé này không có bất kỳ cái gì tu luyện sao vì cái gì trên thân đã có thể cảm nhận được khí cảm rồi chẳng lẽ nói nàng chỉ dùng một ngày thời gian liền tu luyện ra khí cảm cái gì thiên tài mà lại một cái bất quá đôi tám tiểu cô nương đối mặt to lớn như thế chiến trận sao có thể chấn định như thế lại một liên hệ trước đó phát sinh hết thảy văn nhân bình tâm trong lòng đã loáng thoáng có chỗ suy đoán tiến về phía trước một bước nhìn qua tiêu nhược tình con ngươi lông mày chăm chú địa nhíu lại lần nữa lạnh giọng quát lớn nói là ai đốt một tiếng quát lạnh trong nháy mắt toàn bộ bất kiếm phong an tĩnh dị thường chỉ có thể nghe thấy bùm bùm hỏa diễm âm thanh tất cả mọi người đều là ngừng thở nhìn qua quỳ trên mặt đất nữ tử kia chờ đợi lấy câu trả lời của nàng tiêu nhược tình hít sâu một hơi trong lòng mặc niệm nói sư tôn chớ trách đồ nhi vô tình đồ nhi không có lựa chọn nào khác chỉ có dạng này mới có thể kiếm thoát ra ma chảo của ngươi. Sau đó chính là nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn qua văn nhân bình tâm cùng một đám kiếm tông trưởng lão lăng lệ con ngươi, môi son có chút trường, là. Ngay tại tiêu nhược tình sắp mở miệng thời điểm. Đột nhiên, một đôi đại thủ trực tiếp đỗ lại tại tiêu nhược tình trước mắt. Sau đó chính là đó cũng không cường tráng, hơi có chút thân ảnh gầy gò che khuất ánh mặt trời chói mắt. Tại ánh lửa làm nổi bật phía dưới, nắng ấm tiền đánh bạc một nửa một nửa, phản chiếu tô bác thanh quan hiện huy, ngọc diện khói bay thẳng tắp nhào vào tiêu nhược tình địa tầm mắt ô nhu mang theo lấy một tia khàn khàn đắng chát thanh âm quanh quẩn trên bầu trời bất kiếm phong là ta để nàng đốt tô bắc vừa mới nói xong trong nháy mắt toàn bộ bất kiếm phong trong nháy mắt một mảnh xôn xao chi sắc văn nhân bình tâm một mặt không thể tin nhìn qua kia chậm rãi đi lên trước khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười khổ tô bắc tất cả mọi người đều là không dám tin tưởng nhìn qua tô bắc nhìn qua cái này một bộ nguyệt áo tao nhã nho nhã nhược ngọc cây đón gió nam tử sau đó chính là liên tiếp liên tiếp không ngừng tiếng nghị luận ngoạ tào thật sự là thế sự vô thường đại tràng bao ruột non ngũ trưởng lão để đồ đệ đốt mộ tổ ngũ trưởng lão có phải hay không đầu có hố à hắn như thế một thừa nhận mấy chục năm diện bích xử phạt tuyệt đối chạy không thoát à cái này ta không có hiểu rõ trước đó không phải nói là ngũ trưởng lão nuôi heo đốt mộ phần sao a à đúng 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 một đám kiếm tông nữ đệ tử đang nghe Tô Bác câu kia như gió xuân về sau, lập tức chính là đầy mắt tinh tinh nhìn qua kia một người đối mặt với vô số người vĩ ngạn thân ảnh, không khỏi có chút ngây dại, thân thể giống giòi đồng dạng nhưng cái nào dãy ruộng. A, à, Ngũ Trưởng lão thật là anh hùng. Yêu yêu, ô ô ô, ta cũng muốn làm Ngũ Trưởng lão đệ tử. Rất rõ ràng à, cái này không phải liền là Ngũ Trưởng lão chủ động thay đồ đệ cõng nồi sao? Ta Ngọc Nhi đời này không phải Ngũ Trưởng lão không gả. À? Ô ô Tiêu Nhược Tình đang nghe Tô Bác Thanh Âm về sau, chỉ cảm thấy đại não trong nháy mắt lâm vào trống không. Nàng bối rối địa không biết làm sao, hết sức phức tạp địa tâm tình trong nháy mắt truyền khắp Tiêu Nhược Tình toàn thân. Cứ như vậy nhìn qua đột nhiên lên tiếng Tô Bác. Hắn, hắn có ý tứ gì? Tại bảo vệ mình. Mình như là muốn hãm hại hắn à? Hắn, hắn chủ động thay mình cõng nổi. Con ngươi không ngừng mà biến đổi, Tiêu Nhược Tình không biết phải bày ra một cái dạng gì biểu lộ, là hẳn là cao hứng à? Thế nhưng là vì cái gì tâm loáng thoáng địa có một loại vung đi không được địa cảm giác tội lỗi. Tiêu nhược tình cực lực để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới, lắc đầu, trắng nõn non mịn tay nhỏ không ngừng mà xé trên đùi lam lũ vải vóc. Đại não đã tỉnh táo lại. Không thể bị hắn lừa gạt. Hắn đang giả vờ. Hắn trang. Tuyệt đối là trang. Ở kiếp trước hắn chẳng phải một mực cái dạng này. Hắn quá sẽ. Nếu là mình không phải biết hắn diện mục chân thật, chẳng phải là trực tiếp liền bị hắn như thế một phen thao tác xuống tới đem toàn bộ thể xác tinh thần toàn bộ giao ra rồi. Chỉ là tùy theo mà đến chính là một vòng vẻ nghi hoặc, hắn làm như vậy đến tột cùng đối với hắn có chỗ tốt gì. Đây chính là muốn trực tiếp bị giam tiến diện bích nhai dòng dã mấy chục năm à. Văn nhân bình tâm đã từ đại não đứng máy trạng thái khôi phục lại, con ngươi hết sức phức tạp nhìn qua tô bắc. Nàng biết, chuyện này tuyệt đối không phải tô bác sai xử nàng làm nhưng là nàng không rõ Tô Bác tại sao muốn chủ động đem cái này nổi ngăn lại. Chính rõ ràng tại nghĩ trăm phương ngàn kế vì hắn giải vây. Chẳng lẽ cái này nữ đồ đệ đối với hắn mà nói trọng yếu như vậy? Hắn không phải là bị bị ma quỷ ám ảnh đi. Văn Nhân bình tâm thở dài một hơi, chỉ cảm thấy đầu có chút đau, tiếp tục như vậy, dựa theo môn quy tới nói, Tô Bác ít nhất cũng phải đi diện bích nhai ngây ngốc cái 50 năm. Khá lắm, trực tiếp nhốt vào lần tiếp theo Triều Tân đại hội. Trầm mặc một hồi, Văn nhân bình tâm nhìn qua tô bác buồn bã nói, ngũ sư đệ, việc này, nhưng là thật. Một mực tại văn nhân bình tâm bên cạnh bên cạnh tịch thanh y con ngươi nghiêm túc nhìn xem tô bác, sau đó trầm giọng quát lớn, tô bác, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế tác phong. Tiếp tục như vậy ta kiếm tông mặt mũi nhưng là muốn bị ngươi ném xong. Ngươi như thế làm việc làm sao có thể đi chủ trì kiếm tông chiêu tân đại hội, để toàn 21 châu người chế diễu đơn giản chính là đem bất kiếm phong liệt tổ liệt tông mặt mũi mất hết. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lần này xử phạt, 50 năm diện bích nhai. Tô bác tùy ý kia tịch thanh y ở bên kia nói rông dài, nhẹ nhàng địa xoay người, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười nhìn xem tiêu nhược tình. Sau đó vươn tay, sờ lên tiêu nhược tình đầu, xoa xoa tiêu nhược tình nơi khóe mắt kia bởi vì sắp thành công hãm hại tô bác vui vẻ không biết làm sao. Mà hơi có chút phiếm hồng địa vành mắt, hỏa ái nói, đồ nhi, vô luận ngươi làm cái gì, vi sư đều tin tưởng ngươi. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 35, nắng gắt như hồng, lượt vẩy trên bất kiếm phong. Vi sư đều tin tưởng ngươi. Tiêu nhược tình con ngươi khẽ giật mình, dưới thân thể mềm mại ý thức run rẩy một chút. Tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, trong con ngươi xen lẫn không hiểu thấu cảm xúc. Tiêu nhược tình vô ý thức ngẩng đầu, nhìn qua tô bác cặp kia đẹp mắt con ngươi, kia hơi có chút dương lên khóe miệng, cong cong địa con mắt đối với mình cười tại hỏa quang kia bên trong tỏa ra tiêu nhược tình danh danh như thu thủy con người hắn thật là đang lừa gạt mình sao tô bắc biểu lộ cũng không làm bộ tiêu nhược tình có thể loáng thoáng cảm thụ đến hắn thản nhiên tiếng tim đập thế nhưng là vì cái gì à chính rõ ràng một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt hắn hắn đến lòng dạ sâu như vậy hắn đến tâm tư như vậy tinh tế tỉ mỉ hắn làm sao có thể nhìn không ra mình đang cố ý hãm hại hắn cũng chỉ là muốn đạt được mình tiên thiên đạo thể sao môi anh đào nhẹ nhàng địa hơi há ra tiêu nhược tình không biết muốn nói cái gì trước đó kia phân đại thù đương báo nhảy cẫng tựa hồ là càng ngày càng bình thản ngược lại trong lòng không ngừng mà dâng lên cảm giác tội lỗi hắn là người mặt thú tâm người hắn chính là đầu cặn bã hắn là một cái ăn người không nhả xương ác quỷ chỉ là thời cơ chưa tới hắn còn không thể hướng mình lộ ra răng nanh tiêu nhược tình không nhìn tới tô bác kia ôn nhu con người như nước cúi đầu xuống nhắm mắt lại không ngừng mà an ủi mình phức tạp trái tim Tô bác nhẹ nhàng địa xoa tiêu nhược tình tóc. Sau đó con người lạnh nhạt nhìn xem kiếm tông một đám trưởng lão đệ tử. Hết thảy, đều không có quan hệ gì với nàng. Tô bác nhìn xem tiêu nhược tình trong con người kia phức tạp cảm xúc, trong lòng không khỏi một trận sảng khoái. Mình cái này một đợt độ thiện cảm sợ là trực tiếp liền kéo căng đi. Nếu là mình là tiêu nhược tình, có thể đụng tới như thế một cái, vô cùng đáng tin, vô cùng vĩ ngạn, vô cùng ôn nhu, vô cùng sáng chói, vô cùng lóa mắt, vô cùng trâu tất. Sư tôn đều phải cảm động bay hài tử. Mình nhất định phải bảo hộ như thế một mầm mống tốt à. Tu luyện tất cả đều dựa vào nàng. Mặc dù Tô bác cho tới bây giờ đều không có hiểu rõ tiêu nhược tình cái này bại ra đồ chơi tại sao muốn đốt mộ phần, như là vẫn câu nói kia. Nàng đốt mộ phần tất nhiên có đốt mộ phần đạo lý. Luôn không khả năng cố ý vu oan hãm hại mình à. Mình cùng nàng lại không có cái gì thủ cái gì oán. Người khác học tập quyển kia nhân vật chính nhất định phải tu luyện công pháp đi đốt mộ phần, Tô Bác khả năng trực tiếp đem nàng tổ tông từ trong đất bắt tới. Nhưng là tiêu nhược tình không giống sao? Phải biết đây chính là khí vận chi tử. Khí vận chi tử làm sự tình, ai dám can thiệp? Nhưng là cũng không biết nàng đốt cái này mộ tổ đến tột cùng sẽ có cái gì khí vận phát sinh. Mà lại tiếp tục như vậy mình không chừng liền thật đến tiến vào, nhất định phải nghĩ biện pháp làm chút gì. Tô Bác do dự một chút, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra viên kia vận mệnh xúc sắc. Tuy nói cái đồ chơi này không biết có hay không dùng, nhưng là chắc hẳn ném ra điểm số càng cao, mình tự thân liền càng may mắn à. Ngón tay nhẹ nhàng địa quang ra. Tất cả mọi người không thấy được tô bắc đỉnh đầu chỗ, cái kia thiên mệnh chi tử danh hiệu nhẹ nhàng địa lóe lên một cái. Xúc sắc, 6. Sa sa đan vô lan mặt không thay đổi nhìn qua một màn này. Cho dù là không lộ vẻ gì thời điểm, cũng là cho người ta một loại cực kỳ cảm giác lạnh như băng, như là không hề bận tâm địa sương tuyết. Chỉ là kia hơi có chút chập trùng đại sơn, trong bàn tay nhỏ nắm thật chặt địa chui kiếm cùng khóe miệng kia tia như có như không óng ánh chảy nước miếng tựa hồ tại nói cho bên cạnh đan vô khuyết trong nội tâm nàng suy nghĩ đã sớm trôi giạt đến không biết nơi nào hiện tại đan vô lan đầy trong đầu đều là hắc hắc sư huynh muốn bị đóng lại dòng dã 50 năm cơ hội tốt mình cũng phải nghĩ biện pháp đốt cái mộ phần dạng này liền có thể cả ngày lẫn đêm ở tại tô bắc bên cạnh 50 năm à 50 năm ừm nữ hài nhi liền gọi tô lan đi Nam Hải Nhi gọi Tô Đại Mà ở nghe được Tô Bắc kia âm thanh hết thảy Đều không có quan hệ gì với hắn Về sau, cả người trong nháy mắt Chính là bị kéo về đến hiện thực Đan Vô Lan một mặt nghi ngờ nhìn xem Tô Bắc Nhìn xem nửa quỳ sở sở động lòng Người tiêu nhược tình Tô Bắc chẳng lẽ cứ như vậy thích cái này hồ ly mị tử Người phần không hiểu Đan Vô Lan từ trên xuống dưới Tỉ mỉ đánh giá tiêu nhược tình khía cạnh Chập trùng bát ngọc, eo thon chi Tròn trịa thon dài đùi ngọc mang theo từng tia từng tia ôn nhu quật cường con người, lại là cúi đầu xuống cẩn thận nhìn một chút chính mình. Nào có mình lớn à? Nghĩ đến đủ loại quá khứ, Tô Bác chưa hề đều không có như thế đối diện mình. Càng nghĩ càng giận. Tỷ tỷ mình đều có thể có Tô Bác tự mình làm một bộ quần áo, mình muốn một kiện còn phải đi lừa gạt. Vẫn là lừa gạt đan vô khuyết. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì mình đối với hắn biểu lộ rất cao lạnh? Thế nhưng là Tô Bác không phải liền là thích cao lạnh sao? Đan Vô Lan hít vào một hơi thật dài, con ngươi mang theo từng tia từng tia ghen ghét chi sắc nhìn xem bị Tô Bắc nhẹ nhàng địa sơ đầu tựa hồ là một mặt hưởng thụ tiêu nhược tình. Cho dù là ta không lấy được, ngươi cũng không có khả năng đạt được. Di chuyển lấy bước chân đi lên trước, nhìn qua tiêu nhược tình gương mặt kia, một mặt lạnh lùng lên tiếng nói, như là đã bái sư. Thầy như cha, xảy ra chuyện để sư tôn gánh chịu, bản tôn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ta kiếm tông không có như thế tâm tính lương bạc người. Tiêu Nhược Tình một mặt kinh ngạc chi sắc, ngẩng đầu nhìn Đan Vô Lan. Từ trong mắt của nàng bên trong, mình có thể cảm nhận được vô biên vẻ cừu hận. Kỳ quái, mình lúc nào trêu chọc qua nàng, hỏng, rất có thể là giận cá chém thớt. Dù sao liền tự mình hiểu rõ, cái này Cửu Trưởng lão ở kiếp trước gặp Tô Bác thời điểm mỗi một lần đều là lạnh lùng nghiêm mặt, tựa hồ đối với Tô Bác hảo cảm liền không cao. Cho nên ngay tiếp theo đem mình cũng ghen ghét lên. Ngay tại Đan Vô Lan vừa mới nói xong về sau, bưng lấy rượu bình một mực tại trong miệng rót quân vô tà đánh một cái vang dội rượu nấc. Say ung dung đi tiến lên, chỉ vào tô bác cái mũi cười ha ha lấy. Ngũ ca ngươi thật là có ngươi. Không có chuyện làm đốt mộ phần chơi. Như thế có ý tứ sự tình ngươi tại sao không gọi ta? Ha ha ha. Nấc, lúc đầu suy nghĩ làm sao hãm hại ngươi đây, lần này không cần, sư huynh, 50 năm sau gặp. Tịch thanh y hung hăng chừng mắt liếc quân vô tà, lớn tiếng quát lớn, hô nháo. Quân vô tà, Ngươi cùng Tô Bác hai người không có một cái nào đồ tốt. Cả ngày tại Kiếm Tông không có việc gì, làm sằng làm bậy. Bất Kiếm Phong mộ tổ bị đốt sự tình ngươi còn có mặt mũi cười? Hả? À, chấp Pháp Đường trưởng lão đâu? Theo Tịch Thanh Y tiếng nói vừa dứt, tóc trắng xóa Chấp Pháp trưởng lão chắp tay sau lưng đi tới. Tất cả mọi người đều là thần sắc trang nghiêm nhìn xem đây hết thảy. Trong không khí chỉ có thể nghe thấy liên tiếp tiếng hít thở. Văn Nhân Bình Tâm nhíu lại lông mi, thở dài một hơi cho tới bây giờ mình cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chấp pháp trưởng lão nhìn một chút văn nhân bình tâm. Gặp nàng không nói gì, thế là yên tâm, sờ lấy dâu ria lo lắng nói. Dựa theo kiếm tông tông quy, tô trưởng lão dung túng môn hạ đệ tử thiêu hủy bất kiếm phong mộ tổ, việc này đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng. Hẳn là nhốt vào diện bích nhai hối lỗi năm. Ngay tại lúc kia chấp pháp trưởng lão vẫn chưa nói xong lúc, tô bác nhẹ nhàng địa cười một tiếng. Thanh âm tại cái này một mảnh có chút nặng nề đè nén bất kiếm phong bên trong hết sức rõ ràng. Tô Bác nhẹ nhàng đi tiến lên, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn kia vẫn bất diệt mộ tổ bia đá, thản nhiên nói: "Chư vị trưởng lão liền không hỏi xem ta, tại sao muốn đốt cái này mộ tổ sao?" Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 36. Ánh nắng quyến vẩy vào bất kiếm phong phía trên. Kia vẫn đang không ngừng bốc lên lên hỏa diễm mộ tổ chức tấm bia đá, nóng rực gió lôi cuốn cơn giận, hơi chút tiêu tiêu, cháy cháy tràn ngập. Tô Bác đứng chắp tay, cúi đầu liễm lông mày, Tại cái này đầy trời chu mây dưới, Phật lấy phía sau tóc đen, thanh hơi như tiền. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt hết thảy mọi người đều là một mặt kinh ngạc đến nhìn qua một mặt lạnh nhạt Tô Bác. Từ đầu đến cuối, Tô Bác biểu lộ đều không có nửa điểm gợn sóng, phảng phất là hết thảy tất cả đều tại hắn đến trong khống chế. Đây hết thảy đều lộ ra là như vậy phong khinh vân đạm. Tịch thanh y nhíu mày, nổi giận nói. Tô Bác, ngươi còn muốn giảo biện cái gì? Đốt mộ tổ có thể nói là đại tội ngươi còn phải tốn nói xảo ngữ giải thích. Ngươi ngược lại là hảo hảo biên một biên, tại sao muốn đốt mộ tổ? Mộ tổ chính là ta kiếm tông căn cơ, có cái gì trọng yếu lý do có thể so sánh qua được mộ tổ? Vô luận hôm nay ngươi như thế nào giải thích? Hừ, 50 năm, ngươi một năm cũng không thiếu được. Tịch Thanh Y vừa dứt lời, đứng tại bên cạnh hắn một ô nhuận như ngọc nam tử trung niên vỗ vỗ Tịch Thanh Y quá kích động tay. Con ngươi nhiều hứng thú nhìn qua Tô Bắc, nhìn qua cái này kỳ quái ngũ sư đệ, Khóe miệng cong một cái ngoạn vị đường cong, nhẹ nhàng nói, "Nhị sư huynh chớ có sinh khí, tạm thời nghe một chút ngũ sư đệ giải thích đi." Như là đốt mộ phần chính là trọng tội, ta cũng không cho rằng có lý do gì có thể sư phụ đệ giải vây. Tịch Thanh Y hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh tứ sư đệ quả mận ngọc, nhếch miệng. Chỉ là nhìn về phía Tô Bác con ngươi vẫn như cũ là tràn đầy khinh thường. Văn Nhân Bình Tâm con ngươi hơi khẽ giật mình, biểu lộ cổ quái nhìn xem Tô Bác. Người khác có lẽ không hiểu rõ hắn nhưng là Tô Bắc từ nhỏ là tại bên cạnh mình lớn lên, đối với mình hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nàng không cho rằng Tô Bắc lại bởi vì lý do gì mà đi bí quá hóa liều liền đốt cái này mộ tổ. Một đám kiếm tông đệ tử đều là một mặt thần sắc trang nghiêm nhìn về phía Tô Bắc, sau đó nghị luận ẩm ý, ngũ trưởng lão thật chẳng lẽ có cái gì lý do bất đắc dĩ. Đám kia heo thế nhưng là ngũ trưởng lão tâm can bảo bối à, cứ như vậy một mùi lửa thiêu chết rồi. Ta cũng cảm thấy ngũ trưởng lão khả năng có cái gì nan ngôn chi ẩn ta ngược lại thật ra cảm thấy ngũ trưởng lão chính là tại mạnh miệng. Chính là cái kia dạy tiêu nhược tình nữ nhân đốt. Hắn chẳng qua là tại vùng vẫy dãy chết thôi. Ngươi làm sao nói đâu, ngũ trưởng lão đại nghĩa như vậy người. Ngươi có thể vì ngươi đồ nhi chống được hết thảy. Ta kiếm ngọc nhi sư tôn nếu là có một ngày có thể đối với ta như vậy, ta đem mình tất cả đều giao cho hắn lại như thế nào. Ô ô, rất cảm động. Chính là được, chúng ta không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự tình. Bọn tỉ muội Giữ gìn tốt nhất ngũ trưởng lão. Tô Bác lạnh nhạt tự nhiên mỉm cười, đem một mực quỳ trên mặt đất Tiêu Nhược Tình nhẹ nhàng địa đỡ lên. Có thể cảm nhận được nàng tinh tế tỉ mỉ ô nhuận nhiệt độ cơ thể. Sau đó đem trên người mình món kia ánh trăng trường sam cởi xuống, khoác ở Tiêu Nhược Tình địa trên vai. Tại Tiêu Nhược Tình kia mờ mịt hơi có chút hoảng sợ trong con ngươi, duỗi ra ngón tay thon dài, lau sạch sẽ nàng khóe mắt vết ướt. Tiêu Nhược Tình con ngươi phức tạp nhìn qua Tô Bác, hơi thở mặc dù rất nhẹ, lại có chút gấp rút kia một chương non mịn đều muốn chảy nước gương mặt, lúc này lại lộ ra dị dạng tái nhợt. Nàng có thể cảm giác được lòng của mình đang nhảy, mà lại nhảy tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng khẽ cắn môi mỏng, cứ như vậy nhìn qua nam nhân trước mặt, nhìn qua cái này mọi cử động tràn đầy cực độ an toàn cảm giác nam nhân. Tại cái này không biết bao nhiêu người nhìn chăm chú, vẻn vẹn chỉ là đứng tại bên cạnh hắn đều có thể cảm nhận được kia phần đáng tin. Sau đó chật vật đem trong mắt của mình nhắm lại không nhìn tới tấm kia ôn nhu mặt. Nếu là, hắn đối với mình thật là thật lòng thì tốt biết bao. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì cái này nam nhân sẽ đối với mình lộ ra kia phần răng nanh? Mình hy vọng nhiều đó chính là một giấc mộng à. Chỉ là, kiếm của hắn đâm về phía mình trái tim thời điểm, kia phần khắc cốt minh tâm đau nhất là sẽ không sai. Hắn tại sao muốn nói như vậy? Hắn đến tụt cùng là có cái gì ỉ vào? Lại hoặc là chỉ là đơn thuần vì bảo hộ chính mình mới cố ý mạnh miệng. Không, không có khả năng, không thể nào. Tô bác xoay người, nhìn qua một đám kiếm tông đệ tử trưởng lão. Sau đó trực tiếp một người hướng phía kia bị thiêu đến đỏ bừng nóng rực trước tấm bia đá, lo lắng nói, bởi vì cái gọi là tầm long phân kim nhìn quấn núi, nhất trọng quấn là nhất trọng quan, đóng cửa như có bát trọng hiểm, không ra âm dương bát quái hình. Bên cạnh thân có âm dương hai giới, trước mắt là bỉ ngạn hoa mở, ga gáy đèn tắt, võng lượng hoành hành, tầm long phân kim, một quan một hiểm. Kỳ thật tô bác giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì hắn đang đánh cược. Vừa rồi vận mệnh xúc sắc đã có thể ném ra sáu, vậy đã nói rõ trên người mình nhất định sẽ có đại khí vận sự tình phát sinh. Hú chi bản thân cái này chính là khí vận chi tử chỗ làm sự tình. Cũng không biết hẳn là nói bừa cái gì, cái này mộ tổ, ân, đều không khác mấy. Cả đám đều là hai mặt nhìn nhau nhìn xem tô bác. Đan vô khuyết nghiêng đầu, cây kia ngốc lông không ngừng mà lung lay, sau đó có chút không hiểu hỏi. Ngũ sư huynh đang nói cái gì? Mặc dù nghe giống như rất có thâm ý bộ dáng, nhưng là, đây là trộm mộ ngôn ngữ cho người đi. Tịch Thanh Y cười lạnh một tiếng, lần nữa mở miệng nói. Tô Bắc, ngươi không muốn làm bộ. Lãng phí thời gian, bất học vô thuật, coi là tùy tiện nói vài câu không giải thích được liền có thể tránh rơi xử phạt. Ngươi, nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn chính là thấy được văn nhân bình tâm nhìn về phía mình kia lạnh thấu xương con người. Không khỏi dọa đến dùng mình một cái, ngập ngừng một chút, không nói gì. Tô Bác đưa ngón trỏ ra, đối tất cả kiếm tông đệ tử làm một cái xịt động tác. Ánh nắng mị nhãn, nghiêng thấu trong núi, khoác tại Tô Bác chi vai. Sau đó tay trái dựa vào phía sau, tay phải hư sắn bên hông, nhìn qua trước mặt đốt đỏ bừng bia đá. Tất cả mọi người đều là im áng địa, trong không khí chỉ có thể nghe thấy chỉnh tề tiếng hít thở. Một lam sam kiếm tông đệ tử một mặt cuồng nhiệt nhìn về phía Tô Bác, trong con người tràn đầy vẻ kích động có thể nói ra ta tô bắc nguyện thời gian tâm thành kiếm sĩ người 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 đều có thể một kiếm chảm thiên ngũ trưởng lão loại cảnh giới này thế nào lại là các ngươi những này phàm phu tục tử có thể hiểu được ngũ trưởng lão làm ra bất cứ chuyện gì đều tất nhiên có đạo lý riêng các ngươi bọn này phàm phu tục tử có thể cùng tô trưởng lão sinh ở cùng một cái thời đại đơn giản chính là các ngươi vạn hạnh chung quanh kiếm tông đệ tử thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu nhìn qua cái kia đạo siêu nhiên thân ảnh tại mọi người nhìn không thấy địa phương tô bắc cao mày lòng bàn tay đã bắt đầu không ngừng mà lưu mồ hôi lạnh. Móa, ngươi cái vận mệnh xúc sắc đến tột cùng có hữu dụng hay không à? Khí vận ngươi có thể hay không ra? Ngươi không còn ra mình liền chơi xong. Ngay trước kiếm tông nhiều người như vậy trước mặt trang cái này lớn tất, nếu là sâu dây xích, mình một thế anh minh coi như hủy. Tịch thanh y một mặt cười lạnh nhìn qua tại trước tấm bia đá thờ ơ tô bắc, cười lạnh nói, tô bắc, không muốn ở nơi đó cố lộng huyền hư hôm nay ngươi nếu là thật có thể làm ra cái như thế về sau, ta tịch thanh y trực tiếp đi ăn cướp cho. Tịch thanh y tiếng nói còn chưa rơi xuống. Sau một khắc, chỉ nghe ẩm vang một tiếng. Tô bắc trước mặt kia lồng lộng cao ngất mộ tổ bia đá trong nháy mắt nổ tung. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 37. Đầy trời chu mây tại thời khắc này bị kia xuyên qua mây xanh khí thế cường đại trong nháy mắt tách ra. Trong nháy mắt, vô số linh khí xông lên trời không, mang theo vô tận cường hoành kiếm ý, kiếm âm thanh vù vù. Toàn bộ bất kiếm phong đều là bị một loại lăng nhiên cùng thiên hạ kiếm thế bao phủ. Tô Bác đưa lưng về phía kiếm tông đám người. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là có thể cảm thụ được kiếm trong tay mình tại kêu run. Tại vù vù, đang run rẩy tại hưng phấn. Ngay sau đó, theo một thanh kiếm từ một kiếm tông đệ tử trong tay bắn ra sau. Trong nháy mắt, một thanh kiếm tiếp lấy một thanh kiếm lít nha lít nhít xoay quanh trên bầu trời bất kiếm phong. Âm vang, tất cả kiếm tông đệ tử đều là ngừng thở, khiếp sợ nhìn qua một màn này, nhìn qua đứng tại kia bắn nổ trước tấm bia đá tô bắc. Ngàn vạn thanh kiếm đều là xoay quanh tại bất kiếm phong trên không, mũi kiếm vị trí tận chỉ tô bắc. Tô bắc gánh vác lấy đám người, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại lăng nhiên thiên hạ cũng đỉnh thương khung cảm giác. Yên lặng như tờ, chim hót không biết khi nào đã biến mất toàn bộ bất kiếm phong tại bia đá kia ẩm vang nổ tung sau xuất hiện yên tĩnh kiềm chế đó là một thanh vết dỉ loang lổ cổ phát kiếm sắt cứ như vậy cắm trên mặt đất bởi vì bia đá nổ tung mà bạo lộ tại trước mắt của tất cả mọi người gió nổi lên gió rất lạnh thổi bốn phía bị hỏa thiêu cành khô cây cối suy suy rung động ở đây kiếm tông người có thể cảm nhận được từng tia từng tia như có như không hàn ý theo cơn gió thẩm thấu đến trong thân thể của bọn hắn hàn phong tiêu tiêu chỉ để lại tô bắc kia kình thiên vĩ ngạn bóng lưng không có âm thanh cả phiến thiên địa tựa hồ cũng tại kêu run văn nhân bình tâm con ngươi kinh ngạc nhìn nhìn qua chuôi này vết dỉ loang lổ kiếm sắt nhìn qua phía trên kia từng tia từng tia đường vân gấu lúc trước hai đoàn vốn là ngạo nghễ tuyết trắng bát ngọc tại thời khắc này càng là run rẩy thành một đoàn thâm thúy vô cùng hàn phong thổi lất phất bất kiếm phong hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt văn nhân bình tâm khàn khàn cuống họng không dám tin tưởng nhìn qua một màn trước mắt thân thể mềm mại run rẩy nhẹ nhàng nói kiếm tông trí bảo Thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm. T. Văn nhân Bình Tâm vừa mới nói xong, trong nháy mắt tất cả mọi người con ngươi đều là trợn tròn lên, hô hấp nặng nề nhìn qua chuôi này vết dỉ loang lổ kiếm sắt. Nhìn qua chuôi này gánh chịu kiếm tông vạn năm cô độc, bi thương, thê lương, thanh bình kiếm. Tịch Thanh Y toàn thân run rẩy, trên thân trong nháy mắt tuôn ra lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt nhìn qua trước mặt đây hết thảy. Tô Bắc lại đem thanh bình kiếm làm ra đến rồi. Hoàn toàn yên tĩnh sau đó chính là trong nháy mắt sôi trào toàn bộ bất kiếm phong hò hét tiếng gào thét trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kiếm tông ngao 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 thanh bình kiếm kinh khủng như vậy kiếm tông trí bảo à ta kiếm tông thanh bình kiếm nơi tay một ngày hai mươi châu liền vĩnh viễn siêu nhiên ý trời à thiên ý ta liền biết ta liền biết ngũ trưởng lão tuyệt đối sẽ không chẳng hiểu ra sao đốt mộ phần cái này a à có thể nói ra chuyện thiên hạ bất quá một kiếm sự tình ngũ trưởng lão, như thế cảnh giới, làm sao có thể là các ngươi phàm phu tục tử có thể hiểu được. Có mắt không tròng đồ vật, kiếm này tông không ngốc cũng được. Cùng thanh bình kiếm so sánh, chỉ là mộ tổ là cái gì. Văn nhân bình tâm nuốt nước miếng một cái, hô hấp dồn dập nhìn qua tô bắc, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn qua cái kia chắp tay xuôi như vậy đối kiếm tông tất cả mọi người tô bắc. Mình đã nhìn không thấu hắn. Đan vô lan con ngươi băng lãnh cứ như vậy nhìn xem tô bắc thân sắc không thay đổi, lạnh lùng như băng, bình thản như nước. Chỉ là đôi tròng mắt kia chung quanh có chút chập trùng một vòng hơi nước, bạch kiều nộn gương mặt có chút phiếm hồng, trong trắng lộ hồng, càng thêm xinh đẹp. Hai chân vô ý thức kẹp chặt, đem ngón trỏ thon dài vô ý thức bỏ vào trong miệng. a, à, sư huynh rất đẹp trai. Cái này ai có thể chịu được à? Tô bác chậm rãi xoay người, con ngươi lạnh nhạt nhìn qua kiếm tông hết thảy mọi người, mở miệng yếu ớt nói, không tệ. Chính là thanh bình kiếm, Nói xong câu đó về sau, tô bác trái tim giờ khác này tựa hồ là mở ra đế vương động cơ, đông đông đông, đông đông đông, nhảy không ngừng. Mình từ trước đến nay thích giả tất, còn mẹ nó giả dạng làm. Loại cảm giác này cũng quá thoải mái đi. Tô bác rất muốn cười, nghĩ nằm trên mặt đất giống dòi đồng dạng lan lộn. Nhưng là bởi vì cái gọi là giả tất nhất định phải trang triệt để. Mình thân là cao nhân, giờ phút này nếu là quay đầu đi chào phúng tịch thanh y, kia há không chính là một cái thỏa thỏa địa điều ti tất cảnh giới tối cao chính là muốn trang phong khinh vân đạm cao thủ chưa từng tiết vu mở miệng khinh bỉ thằng hề tịch thanh y ngươi cái thất bại nhìn xem tịch thanh y kia phảng phất là đớp cứt đồng dạng biểu lộ trong lòng loại kia vẻ buồn bã đơn giản chính là không cách nào ngôn ngữ mỹ diệu vận mệnh này xúc sắc cũng quá trâu rồi đi đều có thể đem thanh bình kiếm làm ra đến tô bắc không có đi nhìn tịch thanh y cứ như vậy đối mặt với kiếm tông trưởng lão đệ tử thần tinh lạnh nhạt nói đốt mộ tổ vì thanh bình kiếm lý do này đủ sao đủ sao đủ sao đây còn phải nói kiếm tông đệ tử trong con ngươi tràn đầy tinh tinh nhìn qua kia đứng thẳng ở giữa thiên địa trên đỉnh đầu lượn vòng lấy ngàn vạn phi kiếm tô bắc tựa hồ cả phiến thiên địa cũng chỉ có tô bắc một người như vậy cái này đây cũng quá giả tất đi như thế vẫn chưa đủ cái kia lý do đủ tam trưởng lão mặc hành giàn hít vào một hơi thật dài con ngươi cuồng nhiệt nhìn qua chuôi này vết dỉ loang lổ kiếm sắt một mặt kinh hỉ nói đủ quá đủ. Có thể được đến thanh bình kiếm, cho dù là ngươi đem bất kiếm phong nổ đều đủ. Cứ như vậy, ta kiếm tông sắp tấn thăng thế. Tấn thăng làm 985 chi đỉnh à. Tô bác xoay người, con ngươi bình tĩnh nhìn qua kia tóc trắng xóa chấp pháp trưởng lão, lo lắng nói. Bác có tội, phạm vào đốt mộ tổ tội lớn. Thỉnh cầu hỏi chấp pháp trưởng lão. Bác, có thể phán mấy năm. Chấp pháp trưởng lão một mặt xấu hổ chi sắc, nhìn qua tô bác, khóe miệng co giật. Ngươi cũng dạng này rồi, ta làm sao phán? Ngươi cái này rõ ràng chính là tại tranh công tốt à? Ngươi cái này tất chứa vào không dứt đúng không? Nhưng vẫn là cúi đầu xuống một mặt hiền lành địa nói ra. Ngũ trưởng lão có thể làm kiếm tông một lần nữa tìm được cái này thanh bình kiếm, chức pháp đường làm sao dám làm trưởng giả định tội. Ngươi đây là đầy trời chi công à? Cái này cụ thể còn muốn vì ngũ trưởng lão chi công kỹ càng thương nghị mới có thể có kết quả. Tô bác thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên bất kiếm phong trên không, lôi vân nổi lên bốn phía, lôi đình đại tác vô tận màu mực dòng lũ chút xuống trong lúc nhất thời màn trời xé rách sau đó trùng điệp đánh vào chuôi này vết dỉ loang lổ kiếm sắt phía trên thanh bình kiếm tùy ý vô số lôi đình oanh kích ta từ không nhúc nhích tí nào rất có thẳng tiến không lùi như đại sơn băng chi khí thế rốt cục trải qua cường hoành va chạm về sau trên trời cao chỉ thấy trói lóa mắt kiếm quang sau đó chính là một đóa nở rộ trăm trượng hoa sen vàng một kiếm ra mắt giữa thiên địa chỉ có vô tận kiếm ý tung hoành tứ ngược thanh bình kiếm bên trên vết dỉ chốc ra lộ ra nguyên bản bộ dáng kiếm mang rét lạnh trói lóa mắt tiêu nhược tình ngương ác nhìn qua một màn này nhìn qua kia xuất hiện thanh bình kiếm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm loạn như ma dãy núi không ngừng mà phập phồng cái này đây là có chuyện gì cái này kịch bản không đúng lắm à ở kiếp trước kiếm tông căn bản cũng không có thanh bình kiếm à cái này đây là cái gì thật chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình một mùi lửa cải biến tương lai đốt cái mộ phần, đốt ra đem thanh bình kiếm. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 38. Chu mây bên trên tận phù kiếm ảnh, lạnh thấu xương gió thổi. Lạnh lùng phong tuyết ở trên mặt lung tung vỗ. Tiêu Nhược Tình lông mi thật dài nháy, trái tim phanh 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 địa nhảy loạn. Tay nhỏ nắm thật chặt quyển kia nhân vật chính nhất định phải tu luyện công pháp, thân thể không biết hẳn là bày ra một cái dạng gì tư thế. Hắn chẳng lẽ ngay từ đầu liền biết rồi? hắn đem quyển công pháp này cho mình, chẳng lẽ liền đã tính tới mình tất nhiên sẽ đi đốt mộ tổ. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết đây hết thảy. Hắn, chẳng lẽ biết mình là luân hồi giả? Không, đây không có khả năng. Tiêu nhược tình hô hấp có chút gấp rút, dãy núi kịch liệt phập phồng, trên đùi lam lũ lưới tơ đã bị mình bởi vì quá khẩn trương. Mà xe rách đến không sai biệt lắm, một đôi hơi nước doanh doanh địa con ngươi không dám nhìn tới tô bắc ánh mắt. Tại tô bắc cách đó không xa quân vô tà miệng há thật lớn, không dám tin tưởng nhìn qua trước mặt một màn này, sau đó dùng sức địa vuốt vuốt ánh mắt của mình. Ba, hung hăng đánh mình một bàn tay, tỉ mỉ mà nhìn xem cái kia thanh hùng dũng oai vệ địa cắm trên mặt đất thanh bình kiếm. Kiếm này thật là sáng à? Dài như vậy. Cái này nếu là cầm trên tay thưởng thức, kia được nhiều thoải mái à? Lại ngẩng đầu, nhìn qua trên đỉnh đầu lượn vòng lấy ngàn vạn phi kiếm, như là kiếm tiên lâm thế tô bắc, trong lúc nhất thời không biết phải nói là tốt như vậy không nói những cái khác, giả tất còn phải nhìn ngũ ca. Tùy ý tay cầm rượu bình bên trong rượu trôi đầy đất, quân vô tà miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Ừm, ngũ sư huynh, đốt đi mộ phần, phát nổ kiếm. Phát nổ kiếm là bởi vì đốt đi mộ phần, cho nên đốt đi mộ phần liền có thể bạo kiếm. Nói cách khác, đốt mộ phần chẳng khác nào bạo kiếm. Quân vô tà con ngươi lập tức sáng lên, thật sâu hô một hơi, rượu tại thời khắc này tựa hồ cũng thanh tỉnh hơn phân nửa. Mình thật đúng là đại thông minh à. Trái phải nhìn quanh một vòng, nhìn thấy ở đây một đám trưởng lão đệ tử tựa hồ vẫn như cũ là đám chìm trong trong rung động tột đỉnh. Con ngươi khóa chặt, ánh mắt tham lam nhìn qua thanh kiếm kia. Chỉ cảm thấy tựa hồ một cái khác rộng lớn thế giới cứ như vậy hiện ra tại trước mắt của mình. Hắc hắc, tất cả mọi người là một cái lỗ mũi hai con mắt ba cái chân, ta quân vô tà lại trên lệch cái gì. Trong mắt dạo qua một vòng, nhìn xem người chung quanh tựa hồ cũng không có công phu chú ý mình, trong lòng hơi xoắn xít một chút. Sau đó con ngươi một mặt kiên nghị nhìn phía cách đó không xa nhị trưởng lão tịch thanh y tối kiếm phong. Thân ảnh màu đen, nương theo lấy một đám kiếm tông đệ tử tiếng nghị luận, lặng yên không tiếng động biến mất. Tô Bắc còn tại lạnh nhạt đứng tại thanh bình kiếm trước, đột nhiên quanh thân một vòng làn gió thơm vờn quanh. Sau một khắc chính là thấy được một vòng cao ngất, tuyết trắng, mà cứng chắc núi tuyết, hướng phía mình đánh tới. Sau đó chính là ôm lấy Tô Bắc, tựa hồ là bởi vì quá hưng phấn, lại là đưa lưng về phía một đám kiếm tông người, toàn vẹn không thèm để ý phía trước đã rộng mở trường sam. Cứ như vậy bạo lộ tại Tô Bắc trước mắt. "Bắc Bắc, ngươi làm như thế nào?" "Trời ạ, à, lão đầu tử tìm mấy trăm năm đều không có tìm được, bị ngươi một mùi lửa đốt ra rồi." Tô Bắc chóp mũi tràn ngập như có như không sóng nhiệt, bởi vì Văn Nhân bình tâm hướng phía mình đánh tới thời điểm quá hưng phấn, không có nắm giữ tốt cường độ. Dẫn đến Tô Bắc cả người trực tiếp liền ngửa về đằng sau tới trong nháy mắt mất trọng lượng làm cho tô bác hai tay căn bản không có biện pháp điểm dùng lực chỉ có thể loạn xạ nắm lấy sau đó bắt được văn nhân bình tâm tinh tế vòng eo nhưng là bởi vì văn nhân bình tâm cả người trực tiếp liền đặt ở trên người mình tay trái của hắn vô ý thức rất tự nhiên đi lên nhấc lên kìm lòng không đặng nhéo nhéo tô bác lấy danh dự của mình phát thệ thật chỉ là kìm lòng không được thật không phải là cố ý thế là hắn liền cảm nhận được cỗ này mềm mại bình thường chỉ là thị giác bên trên đơn thuần nhìn xem tiền vốn đủ hoặc là nói bị động địa đi cảm nhận được lồng lộng hùng vĩ. Nhưng là giờ phút này Tô Bắc rốt cuộc minh bạch, mình đại sư tỷ liền như là tính tình của nàng, luôn luôn giấu giếm rất sâu, rất sâu. Một tay không thể nắm, hai tay khó kình thiên. Văn Nhân bình tâm cảm nhận được không thích hợp về sau, tấm kia tràn ngập vận vị thành thục khuôn mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng chu mây. Sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, rời đi Tô Bắc, nắm thật chặt trường sam, vỗ vỗ Tô Bắc bả vai chỉ là đôi trong mắt kia hơi có chút phong tình địa trợn nhìn Tô Bác một chút, môi son khẽ mở, nằm ở Tô Bác bên tai lo lắng nói, "Bác bác thế nhưng là trưởng thành đâu?" Ngay cả sư tỷ cũng dám đùa giỡn. "Hả?" Tô Bác mặt sạm lại, ho nhẹ một tiếng, lui về phía sau một bước. Trong lòng bàn tay tựa hồ còn có một tia khó nói lên lời nhiệt độ. Ho nhẹ một tiếng, sau đó đem chính chính mình 500 năm ép âm thanh bản lĩnh tất cả đều đem ra, trầm giọng yếu ớt, thanh âm bên trong xen lẫn vô cùng phức tạp tình cảm sư tỷ nhắc tới thanh bình kiếm sư đệ là thế nào phát hiện kia thật là một đoạn không muốn trở về thủ chuyện cũ à tô bác nhẹ nhàng địa thở dài một hơi con ngươi liếc qua văn nhân bình tâm địa tinh tế bắp đùi thon dài nhìn qua kia tiểu xảo tinh xảo bàn chân nhẹ nhàng hướng lên ôm lấy kiếm văn in hoa dày cao gót văn nhân bình tâm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh cứ như vậy nhìn xem làm bộ tô bác người khác không rõ ràng nhưng là mình có thể nói là tại hiểu rõ bất quá hắn tô bác tiếng nói vừa rơi xuống trong nháy mắt tất cả kiếm tông trưởng lão đệ tử đều là một mặt trang nghiêm chi sắc cứ như vậy nhìn về phía chắp hai tay sau lưng hiện lên góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tô bắc hàn phong phần phật thổi tô bắc quần áo tô bắc nhẹ nhàng đi đến cái kia thanh thanh bình kiếm trước ngừng chân đỉnh núi nhìn xem vẫn xoay quanh tại thiên địa phía trên bay đầy trời kiếm tên kia lam sam kiếm tông đệ tử con ngươi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem tô bắc trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy phẫn ót chi tình tột đỉnh ta liền biết ngũ trưởng lão tuyệt đối có cố sự Đúng vậy à, đúng à, kia khác loại thanh âm liền cho người ta một loại tràn đầy chuyện xưa cảm giác. Ngũ trưởng lão khẳng định là bị ủy khuất. Ô ô ô, cho nên cái này thanh bình kiếm ngũ trưởng lão đến tột cùng là thế nào phát hiện? Tại sao muốn dùng hỏa thiêu à? Xịt, ngũ trưởng lão sắp nói. Một mặt xanh xám tịch thanh y mặc dù rất bất mãn tô bắc, nhưng là tô bắc làm ra tới thanh bình kiếm. Cái này cũng không giả. Hắn vẫn là hít vào một hơi thật dài nhìn qua tô bắc chỉ là trong lòng vẫn mang theo ý trào phúng. Ngươi coi như nói ra hoa đến thì thế nào? Ngươi bất kiếm phong mộ tổ hết rồi. a à, không có mộ tổ ngươi còn có thể thu đồ đệ. Ta tối kiếm phong đệ tử ba ngàn, chiêu tân tế tổ ngày, chắc chắn chấn kinh toàn bộ 21 châu. Tô Bắc cảm thấy mình làm nên hẳn là không sai biệt lắm, mắt thấy cái kia lam sam đệ tử nước mắt đều muốn chảy ra không ngừng ra. Sau đó một cái cực điểm tăng thương quay người, khóe miệng dương lên một cái khổ đại cừu thâm đau khổ chi tình, dùng kia dãi dầu sương gió mưa móc khàn khàn cuống họng thở dài một hơi nói ta tô bác tu hành trăm năm tu vi chưa từng tăng trưởng nửa điểm nhưng bởi vì cái gọi là một trăm năm hà đông một trăm năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao đồ đệ thiên phú khóc thét tập 39. trăm năm hà đông trăm năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo tô bắc có chút khàn khàn tiếng nói cứ như vậy quanh quẩn trên bầu trời bất kiếm phong cái này vừa mới nói xong trong nháy mắt trong lòng mọi người đều là ẩm vang một tiếng nổ tung một đám kiếm tông đệ tử nhìn qua cái này nhẹ nhàng địa tựa ở cái kia thanh thanh bình kiếm cái khác nam tử thật lâu khó mà ngôn ngữ cảm xúc ngũ vị trần tạp không biết nên nói cái gì ngũ trưởng lão đến tột cùng là kinh lịch cái gì chẳng lẽ cái này trăm năm ngũ trưởng lão vẫn luôn có khó khăn khó nói là dòng dã trăm năm ngũ trưởng lão vẫn luôn là hóa thần cảnh giới Lấy ngũ trưởng lão chi tài có thể tất nhiên không có khả năng một mực dừng lại tại cảnh giới này à? Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng thanh này thanh bình kiếm có quan hệ? Hàng phía trước ăn dưa, có muốn bia, đồ uống, bắp giang sao? Ngươi cái này bắp giang bảo đảm quen biết sao? Tô bác con ngươi hiện lên một tia vẻ ôn nhu, cứ như vậy vuốt ve cái kia thanh thanh bình kiếm. Khan khan cuống họng ung dung trần thuật hết thảy. Trăm năm trước, ta liền phát hiện thân thể của mình tựa hồ là xuất hiện một cái chẳng hiểu ra sao hiện tượng vô luận như thế nào đi tu luyện, làm sao đi thu nạp thiên hạ này linh khí, nhưng là tu vi của ta vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì tăng lên. Cuối cùng sẽ có một loại lực lượng thần bí đi cướp đoạt ta linh khí, cướp đoạt linh hồn của ta, phá hủy tự tin của ta, phá hủy ta hết thảy. Nhưng cho dù là dạng này, cái này trăm năm qua, ta vẫn như cũ là không biết ngày đêm tu luyện, liền vì có thể ý đồ đột phá mình. Tô Bắc buồn vô cớ nhìn qua thương khung, nhìn qua kia xoay quanh tựa hồ tại gào thét ngàn vạn phi kiếm. Giờ khác này, tất cả kiếm tông đệ tử tựa hồ cũng có thể cảm giác được Tô Bắc cái chủng loại kia cô độc. Loại kia thê lương, loại kia tựa hồ là không bị thế tục có khả năng dung nhập một loại, không có gì sánh kịp bi thống. Có nữ đệ tử con ngươi đã lóe lên doanh doanh nước mắt, nghẹn ngào sát khóe mắt, rơi lệ. Ô ô ô, ta nếu là ngũ trưởng lão, căn bản là không chịu nổi loại thống khổ này à. Đúng vậy a à, đúng à. Tu vi mỗi lần tu luyện một chút, linh khí đều sẽ không hiểu thấu biến mất rõ ràng là một thiên tài lại thành mọi người trong miệng củi mục. Mà lại ngũ trưởng lão không phải là không có đồi phế xuống dưới, ngược lại càng thêm cố gắng. Trở thành 21 châu nổi danh đại tài tử. Văn nhân bình tâm một mặt cổ quái nhìn xem tô bác, hai đầu lông mày một vòng vẻ nghi hoặc vung đi không được. Tô bác có ý tứ là mình không biết ngày đêm tu luyện. a à, nếu là hắn suốt ngày tu luyện, đoán chừng kiếm tông mộ tổ đều phải lại lấy một cái. Nhưng nhìn một đám kiếm tông đệ tử kia thâm dĩ vi nhiên ánh mắt, vẫn là thở dài một hơi. Để hắn giả bộ à. Dù sao thật tìm được thanh bình kiếm không phải. Chưa cho hắn chút mặt mũi. Đan vô lan thật dài địa lông mi trải qua chớp, con ngươi si ngốc nhìn qua tô bắc. Nhìn qua cái kia khóa chặt lông mày, toàn thân trên dưới tiên khí bồng bềnh tô bắc, phương tâm yếu ớt. Tấm kia hoàn mỹ lãnh nhược băng xương mặt, da thịt thủy nộn trắng nõn, không có một tia tỉ vết. Chỉ có kia một đôi ánh mắt như nước long lanh nhẹ nhàng địa lóe ra, một chương đỏ thắm nở nang cặp môi thơm giống như động không phải động hắc hắc sư huynh sư huynh thơm quá đột nhiên bên cạnh đan vô khuyết nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem tô bắc mở miệng nói cho nên ngũ sư huynh trên người ngươi phát sinh sau đây hết thảy đều cùng thanh này thanh bình kiếm có quan hệ sao vậy là ngươi làm sao biết thanh bình kiếm ngay tại trong mộ tổ làm sao ngươi biết phải dùng hỏa thiêu đâu đan vô khuyết vừa mới nói xong lập tức tất cả mọi người đều là từ tô bắc vừa rồi kia đoạn lời nói bên trong thanh tỉnh lại sau đó đều là nhìn qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem tô bắc đúng à cho nên là quan hệ như thế nào đâu tại sao muốn dùng hỏa thiêu đâu tô bắc mặt không thay đổi nhìn qua đan vô khuyết nhìn qua cặp kia như nước trong veo mang theo một mặt vẻ chờ mong mắt to nhìn qua kia lúc ẩn lúc hiện ngốc lông đáng chết lòng hiếu kỳ làm sao lại nặng như vậy mình rõ ràng đều nhanh muốn lắc lư đi qua nếu không phải bại ra đồ đệ đốt mộ phần ta làm sao biết thanh kiếm này trong này làm sao cảm giác tựa như là cố ý đây này buổi tối hôm nay có cần phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem để ngươi biết cái gì gọi là kiếm tâm cái gì là sơ hở tô bác thở dài một hơi con ngươi nhìn qua đan vô khuyết xoay người qua thanh âm nhu hòa nói vì cái gì nhất định phải biết những này đâu có cần hay không hỏa thiêu lại như thế nào thanh bình kiếm đã ra tới đáy lòng của mỗi người chắc chắn sẽ có một chút không muốn người khác biết bí mật. Có lẽ sẽ yêu thương, có lẽ sẽ khoái hoạt, chỉ là một người lẳng lặng địa đi phẩm vị hắn. Tựa như thanh này cao ngạo đến thanh bình kiếm. Chúng ta liền để nó an tĩnh cắm ở nơi này không nhổ ra được, chẳng phải là rất tốt? Không nhổ ra được. Văn nhân bình tâm cười lạnh nhìn xem tô bác gắn xong tất. A, à, dưới gầm trời này liền không có lão nương không nhổ ra được đến cây gậy. Bắt đùi thon dài nhẹ nhàng di chuyển một bước tiến lên hai tay nắm thật chặt chuôi kiếm hà làm sao không nhúc nhích tí nào tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn qua hai tay nắm lấy chuôi kiếm hết sức hướng nâng lên kéo đến văn nhân bình tâm lên cho ta đứng dậy à thanh bình kiếm văn nhân bình tâm thở hồng hộc ngừng thân thể nhìn xem thanh kiếm này nhìn xem tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem mình sắc mặt đỏ lên ho nhẹ một tiếng sửa sang lại một chút quần áo sau đó lo lắng nói xem ra như thế thần kiếm nhất định phải đại thừa trở lên đến tu sĩ mới có tư cách rút lên dù sao đây chính là kiếm tông đến tuyệt thế trí bảo trên đời này sợ là chỉ có sư tôn một người có tư cách rút lên hắn đi một mực trầm mặc không nói tam trưởng lão mặc hành giản nghe xong văn nhân bình tâm sau khi giải thích nhíu mày một cái sau đó cũng là một bước hướng về phía trước hai tay nắm chặt chuôi kiếm ta cũng tới thử một chút cho ta lên lên à thanh bình kiếm nhìn thấy mặc hành giản cũng không có rút lên thanh kiếm này văn nhân bình tâm không để lại dấu vết địa thở dài một hơi còn tốt không phải là của mình vấn đề mình liền biết như thế thần khí làm sao lại bị nhẹ nhõm rút lên chính mình cũng nhổ không nổi đồ vật những người khác làm sao có thể nhổ ra ta cũng tới thử một chút tứ trưởng lão lý tử ngọc một bước tiến lên thanh bình kiếm ta cũng tới thử một chút thất trưởng lão ngọc tà một bước tiến lên thanh bình kiếm hàn phong thổi Tất cả mọi người đều là trầm mặc không nói mà nhìn xem chuôi này ai cũng nhổ không nổi kiếm, sau đó tương hỗ liếc nhau một cái, cười cười nói, ừm, đúng là cùng đại sư tỷ lời nói đến như thế. Không có đại thừa đến tu vi, đoán chừng khắp thiên hạ ai cũng nhổ không nổi. Đúng vậy à, ha ha ha, ha ha ha. Nhị trưởng lão tịch thanh y liếm liếm môi, con ngươi lóe ra sáng ngời nhìn qua thanh này thanh bình kiếm. Kiếm này nếu có thể cắm ở tối kiếm phong đến mộ tổ chức thì tốt biết bao à. Ba ngàn tối kiếm phong đệ tử tế tổ, thanh bình kiếm đứng ở bia trước, thật là bực nào làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Tịch thanh y con ngươi nhạt nhạt nhìn qua hết thảy, hít vào một hơi thật dài. Kiếm tông vân bạch bạch, kiếm tông thiên lam lam. Cách đó không xa dâng lên lượn lờ khói xanh. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Ngay lúc này, đột nhiên, trong đám người truyền đến một trận bạo động. Tất cả mọi người đều là hướng phía kia tiếng ồn phương hướng nhìn lại chỉ thấy một kiếm tông đệ tử hung hăng vuốt một cái nước mũi cứ như vậy hướng phía tịch thanh y chạy tới. Vừa chạy vừa khóc vừa kêu, không xong, không xong, nhị trưởng lão không xong. Lục trưởng lão vừa rồi không biết rút ngọn gió nào, cầm củi lửa liền đi tối kiếm phong đốt mộ tổ. Cản đều ngăn không được à. Tối kiếm phong mộ tổ, lấy. Bạn chuẩn bị xem hệ thống thu đồ tối cao, đồ đệ thiên phú khóc thét tập 40. Một con ô yến phí sức địa ngậm lấy mới trùng, xảo xảo xuyên qua rừng trúc, dọc theo đóng đầy tuyết hành lang một đường vỗ cánh bỗng nhiên một cái dẫn đầu đâm về mục đích thấp trũng hồ nước thấp trũng hồ nước tổ chim bên trong ấu chim tranh nhau thăm dò kêu to không ngớt ô yến tốn sức lốp bốp địa cho ăn xong côn trùng về sau nâng lên đầu chim vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem tổ chim phía dưới dương nanh múa vuốt vừa khóc lại bị điên người lấy à lấy nhị trưởng lão nếu là lại không có người đi cản lục trưởng lão tôi kiếm phong mộ tổ liền đốt sạch sẽ ngao ngao bốc khói hà thanh âm cực lớn trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người ở đây bất kiếm phong một mảnh xôn xao chi sắc tất cả mọi người đầu óc giờ khác này phảng phất đều lâm vào trống không quân vô tà không có việc gì đốt tịch thanh y mộ tổ làm gì đồ chơi tô bác đôi mắt nhảy lên một mặt vẻ cổ quái trong lòng tựa hồ là loáng thoáng đã nhận ra chút gì cái này từ mộng tử sẽ không phải là trông thấy mình đốt ra thanh kiếm đã cảm thấy mình cũng có thể đốt ra đi cồn tê dại đại não Đầu này bên trong ngoại trừ cồn cái gì cũng không còn. Sau đó nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, cực lực để cho mình không nên cười lên tiếng. Nhìn qua trên đất cái kia thanh thanh bình kiếm, nghĩ nghĩ, đem mình thiếp thân y phục giải khai nhẹ nhàng mà khoác lên đi lên, miệng lẩm bẩm, "Thanh bình kiếm à, ngươi là ta bật hách đốt ra, cho ngươi khoác bộ y phục, miễn cho ngươi lạnh. Về sau lúc đi ra không muốn đột nhiên như vậy, ta muốn giả tất cũng phải có điểm chuẩn bị không phải. Ngươi cái này quá khảo nghiệm kỹ thuật của ta." một đám kiếm tông chúng đệ tử đều là hít vào một hơi thật dài nhìn qua miệng há thật lớn con ngươi cứ như vậy đờ đẫn nhìn qua nơi xa lượn lờ khói bếp tịch thanh y lớn tiếng không che giấu chút nào địa nghị luận xong lục trưởng lão cùng nhị trưởng lão đoán chừng hôm nay chỉ có thể sống một cái thế nhưng là một phần đều đốt đi nhị trưởng lão chết về sau chôn ở chỗ nào nhị trưởng lão không phải lập tức sẽ qua 800 đại thọ sao cái này ngày dỗ cùng đại thọ cùng một chỗ qua Tịch Thanh Y cuối cùng từ tột đỉnh trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trợn mắt nhìn ở đây kiếm tông đệ tử, sau đó thân ảnh chính là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong không khí loáng thoáng còn có thể nghe thấy Tịch Thanh Y như có như không yêu mỹ quốc túy, quân vô tà ngươi cái danh con. Đậu xanh rau má. Ngươi. Đậu xanh rau má ngươi. Kiếm tông chư vị trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, Văn Nhân Bình tâm hít vào một hơi thật dài, nhíu lại mày ngài, rõ ràng đoàn mà kịch liệt phập phồng, có chút nhức đầu vỗ vỗ đầu, nhìn qua tịch thanh y sốt ruột bận bịu hoảng đi xa thân ảnh nghĩ nghĩ cũng là lập tức đi theo theo sát lấy chính là mặc hành giản lý tử ngọc dẫn tiêu nhược tình địa tô bắc ngọc tả đan vô khuyết hạnh bò o chớp chớp ngốc lông chuyển hai vòng vẻ mặt nghi hoặc chi sắc mặc dù nàng không rõ vì cái gì hôm nay quái sự lầm lượt từng món nhưng nhìn thấy ở tại bất kiếm phong kiếm tông đệ tử đã thành quần kết đội hướng lấy tối kiếm phong tiến đến đầu óc cũng không kịp suy nghĩ kéo một chút kinh ngạc nhìn ngẩn người đan vô lan chính là đi theo thuấn thân ra ngoài. Song mi dài nhỏ, khóe miệng mỏng manh, khuôn mặt mang theo vài phần không dính khói lửa trần gian đan vô lan. Lưu luyến không rời đem ánh mắt từ tô bác choàng tại thanh bình kiếm bên trên món kia trên quần áo thu hồi, rỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ tùy ý địa lau một chút khóe miệng nước bọt. Hắc hắc, đây chính là sư huynh thiếp thân mặc qua quần áo à, còn mang theo trên người hắn hương vị. Đan vô lan liếm liếm môi mỏng, con ngươi híp híp, ba ngàn tóc trắng bị gió thổi phật, khóe miệng nổi lên một vòng cười ngớ ngẩn. Hiện tại nhiều người như vậy, chờ nửa đêm lại đến nhìn xem, y phục này tròn tại thanh bình kiếm bên trên nhiều khó chịu à. Hắc hắc. Mà hậu thân ảnh cũng là biến mất tại bất kiếm phong. Tôi kiếm phong trên không một cái biển lửa. Xe lẫn phản hư chi lực mãnh liệt xích hồng sắc linh khí mạn thiên phi vũ. Một nam tử áo đen trong con người lóe ra vô hạn vẻ cuồng nhiệt, lớn tiếng cười, cuồng phát tùy ý, tay phải cầm kiếm, đối thương khung chính là lớn tiếng quát. Ta chính là kia tịnh hóa thế giới liệt hỏa. Đây chỉ là số lẻ. Cháy lên đi, nộ phóng đi, tính mạng của ta. Cho ta đốt à. Tôi kiếm phong kia lồng lộng bia đá cao vút trong mây, kiên định bất khuất địa ngăn cản quân vô tà hỏa diễm nóng rực. Vì để tránh cho mình cường hoành phản hư chân lực một nháy mắt san bằng đỉnh núi này, quân vô tà vẻn vẹn chỉ là điều động lấy cả tòa tối kiếm phong linh khí, học Tô bác dùng nhất hỏa diễm nóng rực đi đốt mộ tổ. Tinh diệu lực khống chế có thể xưng tu tiên giới một đóa kỳ hoa. Ngay tại quân vô tà làm càn địa cười to thời điểm, đột nhiên trên trời cao trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Ngay sau đó chính là Lít Nha Lít Nhít kiếm tông đệ tử đại quân hướng phía bên này hốt hoảng mà tới. Quân vô tà, ngươi đang làm gì? Ngươi con mẹ nó. Tịch thanh y sắc mặt hốt hoảng thất thố nhìn qua đối tối kiếm phong mộ tổ chính là dừng lại điên cuồng công kích địa quân vô tà, buồn bực xấu hổ địa nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lòng không khỏi quặn đau, một cỗ tróng váng cảm giác trong nháy mắt xông phá đại não. Mình trong giấc mộng ba đệ tử tế bái mộ tổ, cứ như vậy không có mộ tổ cứ như vậy không có đốt liền thừa cái bia tấm kia như muốn muốn đem quân vô tà sống sơ sờ, sờ mà lột ra trong con ngươi hiện đầy tơ máu răng cắn chặt quanh thân hiện đầy bạo liệt linh khí quân vô tà còn tại tinh diệu khống chế kia trên trời cao đầy trời linh khí nghe đột nhiên xuất hiện cũng không có cái gì phản ứng một mặt dương dương đắc ý chi sắc Phỏng theo lấy trong đầu tô bắc như là kiếm tiên lâm thế thân ảnh hai tay vẫy một cái trong nháy mắt trên trời cao xuất hiện vô số đạo lửa kiếm giống như một đầu hỏa long lại tối kiếm phong phía trên xoay quanh giống giận trong con người vô hạn vẻ cuồng nhiệt ngũ sư huynh mới vừa nói tầm long phân kim nhìn quấn núi nhất trọng quấn là nhất trọng quan đóng cửa như có bát trọng hiểm không ra âm dương bát quái hình ta trên dưới quan chi chỉ có nhị trưởng lão chi sơn đầu mộ tổ thỏa mãn điều kiện này cái này tối kiếm phong tuyệt đối là cái phong thủy bảo địa trong này tuyệt đối có kiếm tông tuyệt thế chi bảo chư vị an tâm một chút không nóng này, mộ tổ một hồi liền bạo. Quân vô tà vừa mới nói xong, kịch thanh y đại não trong nháy mắt chính là đứng máy. Sau đó không khỏi rơi vào trong trầm tư. Quân vô tà nói, tựa hồ, không phải không có lý à. Mình cũng cảm thấy tối kiếm phong phong cảnh tuấn tú, càng có ba ngàn kiếm tông đệ tử gia trì. Liền ngay cả tô bắc cái kia bất kiếm phong mộ tổ dưới đáy đều có thể có kiếm tông trí bảo thanh bình kiếm. Kia tối kiếm phong phía dưới vì cái gì lại không thể có không chừng kiếm tông mỗi một cái mộ tổ phía dưới đều có bảo bối đâu nhìn xem quân vô tà kia một mặt lời thề son sắt dáng vẻ tịch thanh y không khỏi cảm thấy chán nóng lên trước mắt không khỏi hiện lên cắm ở bất kiếm phong mộ tổ bên trên cái kia thanh đại bảo kiếm thật là thèm à mộ tổ đốt đều đốt rồi mình bây giờ đi đem quân vô tà đánh một trận cũng không thể hả giận à huống hồ nếu là mình mộ tổ thật đốt ra thứ gì đây chẳng phải là cùng mình không hề có một chút quan hệ không được loại chuyện này mình tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh. Cái này mộ tổ phía dưới bảo bối mình chắc chắn phải có được. Trên trời cao truyền đến văn nhân bình tâm một tiếng quát lớn, "Quân vô tà, ngươi lớn mật, dám đốt mộ tổ"